mà à mê phụt rộp lôi đạ xong rồi bọt nhọt cặp bào nè hay miên mê srei mùi nô mê srei mùi nông mê nông mê cân triên kháng cô mê ni ở kháng vô bài nè vì tha lôi cạp bà mông bàn máu vì chùa mốc vì thư này vô bài chùa mốc đôi chân này hay công bà cài bà quọp vì lôi nâng bà chìa chôn bà mông máu aoi cả to xuống vô bài chân aoi tư vì chai công công nọt vì anh đang hơi nó ồn lỏng bán việc bay à mù nị thị nâng bà ồn anh mình đăng tê su ô mù nị thị nâng việc bay cũng chạy tâm bố miền cầm nịt trong bà mô lời bà nó đòi bê bà mô lời đây cái đặc nè kìa anh cô ta nè anh cô ta nè đặc nè đám bấy kinh chọt lời vô tà chài nẹ khlác cái miền cầm nịt nè khăn mù nị thị nâng cái thà lời ở tiê hò thả lời của mô má ban mà mờn bạc chùa mục chọn trai lời ấy chọn trai lời ca lời phá ấy à lời lời phá bảo mạng khai thả vì ca xùm rong máu về trời ca mà mờn pram pòn mù nị thị kì riếp mà mờn pram pòn kì không tờ rô pram pòn tiết kì riếp riếp hay kì voucher voucher mình này thật kì sơ xê vị cái dập bắt tẹt à chùm này nâng kì bị chún được nông sọc kì chong thường chăng bần tay mình mê kinh triên mùi nó gặp tê vì thà hế lùi nâng lùi rí hà ai lùi nâng lùi bà chìa chôn ai hãy công mà thư chú vai anh à niên anh bạ hãy gần lại cái bách cái bóc ấy mù nị thị chẳng ai ai mà anh đàm bay ở về nghe sưu mê mê kinh triên nâng bà kì đạc nè kê nâng nông mù nị thị nâng chê lấy chê cá ở lô mù nị thị nâng tờ đoàn chẳng chừng ở lúc này anh ấy dồn lôi anh ấy lôi ba sân chỉ miên anh na lôi lôi chả nó à phật tang với thề tranh mau đã hai anh ấy anh na mình soi bằng phổn chưa trong dây thế không phải dồn lôi dồn anh ấy na tụ bay về rẽ tụ không khao bao man ngay cái nơi đó soi bằng phổn ba sân chỉ lôi lôi từng đom từng mơn từng sai đôi ca chào và gan kia miên thế việt soi ai vận tay à ca chào bà can khnien ní cứ chào đầm bấy rừng tâu đại việt chào bà can khnien hay ăn miên phò tàng sống bay ta ồn lòng nè nhé một tô máu nè mình toàn phải tranh phò tàng mà sen vòng nè chẳng hiểu sống một piêu nếu ồn lòng nó không thưa ca sát xa mình tên đầm bấy vô phò tàng nó nè vốn lư là hạ là hiên ấy thà tu bị bỏ lỡ không ăn can chương mà xia bị bỏ lên thế bạn bảo tôi chỉ bảo nó vẫn lôi lôi mua thị năng lăng bạch bay mua thị năng ở họ phải tranh kiểu bớt mắt nhé họ phải tranh nhai mà nhé vì vô khi mình đại school tôi chỉ bảo nó phong khi mà chọn đăng đấy là tôi chỉ bảo nó mình được ôm được có bàn tay mà đo sọng ngày đi ách xem anh ta mong bị ấy bọn bầu nơi nghe vô na còn khmui bà về à lôi trong về à lôi rư về à lôi sạc hay việc đại miền phọt tàng ấy mà bằng hang kẻo bị chào cái này nó bộ vía à lui vô nãy vía à lui đó vía à lui á việc miền sạc na mà tranh chào cát ốp việc miền sạc na mà tranh thử phọt tàng cát việc miền công tác bilite việc miền accountability việc miền transparency việc miền bản chi ấy trầm trơ tê việc bài bản chi bài bát sát tập bộ à một mì một sắp ban đi chẳng hay ban được cát cà chào cái này nhé với đôi à riêng chào hôn sai nhà giòn du quân chẳng cho lái mà phải pram chăn á mấy à mê phu nó ắt đang riêng của mình đi phong à giòn là biết mạch bà anh từ thưa ca nó sọc mai mà phải pram chăn á mấy anh cù ra chân á sầm phong à giòn mơ à cái là khảo ắt chế sống bây giờ chống mới khiêm tam đan cái nạp bạc chi chôn khiêm đăng ông cấp hiệp nạp bạc chi chôn miền ông cấp hiệp mạch miền ai ai rạch nạp xung quanh ai không cài giang mạch giang mạch ấy khiêm đăng à tôi thức ca bạc chăng kê uốn ấy chứ tôi bạc chăng dùn ấy sao cục phần đá lưng mà tôi bảo em mấy phụ nâng về tôi xe mà ở với cú đai dì gram mà tôi tới cái nạp bạc chi chôn nó miền miền là cái hai thả đám tôn mây thiêng rực cô giang mạch mày vì ạp đăng tế vì phụ phê với tôi sọc mai với cái tôi sơ bay vì ở thế vì ăn được phải ở mát thế chào ta cái nạp phạm chỉ cho nên vì ở giòn giun nó chọc phải nè bàn tay toàn là giòn giun thôi ấy về mình khoan đi về mình khoan đi hay à riêng giun này nhầm phải
មានអាមេភូតខ្លះណាយកយួនមកធ្វើការជាប់នឹងឃ្លៀកហ្នឹងណាមានអាមេភូតខ្លះណាដែលវាកុហកឲ្យខ្មែរយើងវាកុហកថាវាស្នេហាជាតិវាកុហកថាវាអេវាយកយួនមកធ្វើការជុំជុំនៅក្នុងឃ្លៀកវានឹងជុំជុំហ្នឹងណាវាមិនឃើញទេវាមិនខ្វល់ទេណាប៉ុន្តែវាហាមាត់ឡើងវាជួតចោតប្រាអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងឲ្យបានឆ្លោះគ្នាណាបងប្អូនអញ្ចឹងបានឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបបើយើងចង់កសាងប្រទេសយើងសពថ្ងៃនេះណាអាការឃោសនាមួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគេថាអាកដោណាដោយអាកដោណាអត់មានអាណាស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិអត់មានអាណាសុចរិតទេអញ្ចឹងហើយបានជាមានពួកអាមេភូតនោះវាហៅមនុស្សដូចខ្ញុំគេហៅថាអត់អត្រឹមត្រូវអានឹងជាសម្ដីចំអកចំអកថាមនុស្សដូចខ្ញុំហ្នឹងបើកាន់កិច្ចការទៅពុកអលួយដូចតាវាអញ្ចឹងអាណិតទៅអានាងអើយដូចសម្លាញ់ខ្ញុំម្នាក់ឈ្មោះប៉ែនកសលអញ្ចឹងគេគិតថាខ្ញុំហ្នឹងក៏ពុកអលួយដែរអើបើឯងគិតថាសង្គមហ្នឹងវាពុកអលួយអញ្ចឹងឯងមិនបាច់មកចាញ់ឧត្តមគតិស្នេហាជាតិទេសង្គមខ្មែរយើងវាមានសភាពសុចរិតដោយសង្គមគេដតៃអញ្ចឹងបងប្អូនអាពុកអលួយវាមានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែជឿជាក់ថាយើងអាចកសាងនៅភាពសុចរិតព្រមទេបងប្អូនព្រមទេកូនក្មួយបើកូនក្មួយប្រាប់ខ្ញុំណាពូអើយអាកដោណាដោយអាកដោណាទេពុកអលួយដែរតែគ្នាបើសិនគិតអញ្ចឹងខ្ញុំនៅជាមួយហ៊ុនសែនណាយើងនាំអ្នកដេកមួយហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនគាត់យើងកាយយើងថាគាត់ពុកអលួយរបបគាត់ពុកលួយចាំបាច់តវ៉ាអាកដោណាដែរអាកដោណាចាំបាច់មានគណៈបកប្រឆាំងទៅអីណាចាំបាច់មានគណៈបកប្រឆាំងអីអញ្ចឹងចំណុចមួយដែលយើងគួរជឿគេឃោសនាថាអាកដោណាដែរអាកដោណាយើងត្រូវតែជឿថាមែនទេកដោកលិតកដោកលៈកដោក៏វាខុសត្រង់ត្រីគ្នាមានអាកដោខ្លះពណ៌ស្វាយអាកដោខ្លះពណ៌ក្រហមអាកដោខ្លះមានស្នាមអាកដោខ្លះអត់ស្នាមអាកដោខ្លះវាវិជអាកដោខ្លះវាត្រង់វាច្បាស់ជាខុសគ្នាមិនមែនអាកដោណាឬអាកដោណាទេអញ្ចឹងយើងត្រូវជឿទៅលើភាពជាសច្ចរិតបងប្អូនហើយដើម្បីជឿភាពសច្ចរិតយើងត្រូវសិក្សាពីសក្តីដែលធ្វើឲ្យយើងសច្ចរិតហើយចុះបើយើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអាយុ60ឆ្លាយខ្ញុំបដៅក្មួយក្មួយថាអាកដោណាឬអាកដោណាទេអូនអើយហើយចុះបើនិយាយអញ្ចឹងសង្គមមិនអាលាយទេខ្ញុំកើតតន់សង្គមដែលដឹកនាំដោយសែននោះក៏វាមានពុកអលួយប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបនឹងសពថ្ងៃនេះអំពើពុកអលួយសម័យសែននោះប្រៀបបានថា10សពថ្ងៃនេះពុកអលួយវា80ណាបងប្អូនដូចថាក្នុង100ខ្មែរពីដើមថា10ពុកអលួយទាំងតូចទាំងធំឥឡូវវា80ខ្ញុំមិននិយាយឲ្យលើសទេវា80អានឹងមួយមួយទៀតពីដើមសម័យសេនុពីឆ្នាំ50ផ្លាយមករហូតដល់ឆ្នាំ70ពុកអលួយលាក់លៀមហើយបើគេរិះគន់ណាអូយខ្មាស់ណាឆាប់កែខ្លួនទោះបីកែមិនយូរក៏ដោយក៏បញ្ញាបញ្ញាលកែតែឥឡូវនេះមនុស្សពុកអលួយទាំងអាអ្នកកាន់អំណាចទាំងអាអ្នកប្រឆាំងវាឌឺហ្មងណាបើអ្នកខាងកាន់អំណាចវិញប្រាប់ថារឿងនេះរឿងពុកអលួយវឹកវឹកវឹកវល់ប្រកាច់មកយើងវិញហើយវាឌឺមិនឈប់ពុកអលួយទេអត់ទីហោដោយអ៊ំយន្ទៀងអញ្ចឹងគេថាពុកអលួយអំណាចអាហ្នឹងយកកូនធ្វើការស្រាប់តែចាញ់ចង្អយងយមកកូនខ្ញុំចេះអ្នកឯងមិនមែនចេះប្រហែលកូនខ្ញុំទេអាហ្នឹងគេហៅឌឺចាញ់មកសម័យឥឡូវសឹកឌឺអញ្ចឹងគណៈបកប្រឆាំងគេប្រាប់ហើយថាធ្វើអញ្ចឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវជេរឯងសត្វយួនអីអញ្ចឹងណាមកចោតប្រកាន់ឯងតែឯងនឹងទៅជាចារកិច្ចហ៊ុនសែនអញ្ចឹងទៅដើម្បីបំបិតមាត់កុំឲ្យយើងនិយាយអានឹងគេហៅឌឺណាអំពើពុកអលួយក្នុងសម័យសេនុពី50ផ្លាយមក70កាលណាមានកាសែតសំបីតែកាសែតនឹងគ្នាមិនហ៊ាននិយាយចំទេណា
ปีดามกับไซด์ขมายยังอดนี่ยจำไหมอำเภอปกเรืออันยจำไหมอ๋อที่ห้องท่าจะไว้แค่ปรีเวงดักองกอลลูกอ้อยกองอดมิ้นกับไซด์นาเห็นท่าได้บวกคลาดอัดลูกขาดปรีเวงจับบังเจ้าเนี่ยสั่งสั่งนะสกมายยังอดมิ้นอังเทนเน็ตเนาะอดมิ้นเฟซบุ๊กเนาะปันไตกับไซด์ปีดามกี่เจ๊กี่เท่าจับไปแหวนเนี่ยปอมสระเอออกต่างประเทศเธอไม่จะได้ชกาโยปนบ้านลูกเอ้ยจับไปแหวนเนี่ยปอมสระปอมกอดเตยขังกันอ๋อเฮ้ยจะให้บ้านกอดลางไทยอ่านนักเมียนในท่าอ่านจะไว้ขาดไปแหวนเนี่ยเวียนเมียนปะปุ๋ยเวียนดังกอดอยู่ก่อนเนี่ยก่อนจะในเย่ปั้นน้องเนี่ยอาจจะไว้ขาดไปแหวนลางรุ่นโป่งมันจำบ้านเย่จำเด้แต่อะไรอัดเนี่ยนะนี่จำไหมถ้าอาจจะไว้แค่รอดนาเกลีไปกับเชื้อไปช่วยดับเชื้อก็ไปอัดคลาดแล้วเราสะดัดหุ่นแสนยัยไปจำบางไปคลาดนะบางท่าตรีเพียบดับเชื้อตรีเพียบเหมือนคลาดยังมองบางท่ายัยผู้ยัยผู้เหมือนคลาดยังมองนะคืออะไรนั่งดื้อไปดามอัดเฮียนเนี่ยมองโอนปกอลุยขมายังแจกขมาฮะโดยเฉพาะในยีจีนอนพวกเมียยมเธอสายปอกยังสัจจุกแต่พรามคำไหมนะสัจจุกแต่พรามคำจุงกับใบคำไหมสัจจุกใบคำสัตว์แต่เวกแต่ถ่ายให้ด่าสัมเพียนะอัดเห็นยัวได้นะวิปรุณเนพองในขนมซานะเคยสายปอกปกอลุยเรื่องนะนะขมาเก้สมัยนี้โจดอลขมาอัดแจกขมานะคนไทยมาขนมสระขนมปกอลุยขนมแจกมาให้เจ้าไอ้เรียนในศาลาบารังเนี่ยไอ้เรียนในศาลาบอร์เตเนี่ยไม่ก็เติมเว้ยนี่มันแจกมาโดยเฉพาะจริงๆจังเมียนาเมตอฟองสันปัดมวยตัวตกครั้งกระทรวงการไปเจียดจีนวันยกรัฐบาลบ่งไปเวสฟังไปหูข้าวโนมมาบ่งฝนโนมนั่งตกอะให้อาโซอ่ะมวยนั่งเวียแหละกองจึงเห็นอองฝั่งตั้งมันจะว่าไอ้ยมทาเลยอันนู้นเห็นโซเชดังละมุมซอมรมไหมให้ไปนั่งน้องฟงสันไปไปล้างเธอร่อนใจส่งการไปเชียดแล้วเราไปไปสวรรค์หูข้าวนมนั่งตกอ่ะนมด่าจึงเนี่ยเวียนะบอกผมทลายปันนะยังเกิดมาไหมนะทลายปันนะยังเกิดมาไหมฉันมันทายยังทำไมอย่าเลยต่อยยังผงเรื่องอะนั่งฉันดำไปก่อสร้างประเทศชาติยังตัวละยังมีนจมเนื้อเตลเลสเกดสมตรังเนี่ยฉันดำไปสมหลังขยมไปกับซอลจังดื้อขยมแต่ขยมมันสมตรังขยมไปหาเจอมันสมตรังเรื่องไอ้กิจจนขยมไอ้ในเย่ถ้าขยมก็แจ้พูดกับเขาเรื่องไอ้กิจจนแต่เรื่องชาติในมวยเนี่ยก้มดื้อขยมกับทมอจำนำเลือดตึกชัดบอกขยมมุนขยมเจงปีเปรย์มาในเปรย์ได้รับในเปรย์ได้เสียมจับดามกระแนบโบรพาเสียมจับดามโยลเคยดับพวกขยมพวกขยมขยมเจงปีประเทศเสียมมาอัดไอซ่าแต่เห็นเสียมทางโยเทไทยก็จับตกท่าขยมรมเมลกุลไปโปรเซียมประกันนะเซียมประกันท่ายืงรถนู้กล่าวสัญญาแต่เวียประกันนะเวทายืงซีช็อปบอกตะเปียบานสนกเวจุยกรุกรองยืงเวจองเอายืงทัวไอยืงเตอร์สตาร์เวียเวจองเอายืงเงี้ยช่วยเวจองเอายืงเงี้ยสตามให้กลุ่มนัดบอกเซียมก็ขยมมันท่าเซียมมากระได้ไปโปรเกเจียมมาจัดตึกมาจัดได้บอกเกยืงเชียสัตว์สวาได้เดือดส่งเกโรจังเปิลไดคางโยเทียเซียมเกจัดตกท่าปุกยมเน่บ่เซียมกาโดยยวนจังก่อนตายเวกดาวยวนบ่วิจังสลับยืงวิอดสลับยืงเน่เวเอายืงเตสลับให้เวตกเอายืงดอกต่างหามจังรัดเวโยมาเพียบบาลบานเวเอายืงสลับอันนั้นระเบียบยวนเกเธอแก่กาโดยนวลเชียก่อนยีจังเวตเจ้านะยูนบ่เวจังធ្វើស្អី វាធ្វើអញ្ចឹង អញ្ចឹងហើយបានជាប្រជាជនខ្មែរយើងសប្បាយ មិនសូវបាននិយាយអំពីអំពើហិង្សា ចំពោះ
ยุนเวทเธอมาเลยขมายยืมใส่เคยเด้ไปพอยุนเวปลาในโยบายติเจะบ่ไปจองไอ้ยืมสลับอ่ะไปเอาอันนามวยมาสลับยืมให้เวทตกไอ้ในจึงแต่งหามจึงรัดได้ไปโยยืมมาเชียบบาลเตียดไปสกจัดไอ้ยืมมาเด็กงอหนึ่งแปดนั่นระเบียบยุนแต่เสียมไปกาเสียมกันนะเวมันสบายจัดเวสลับหายเวสลับนั่นคือเวสลับตรังตรังเวอัดแหลมกเองจังโดยพวกขยมไม่จังเสียมเวจับตกทาเวมันสบายจัดหนึ่งพวกขยมเวบังกระดาลดำตรุงดำรองว่าเวเอาโจสอกเสียมเพลิมหนึ่งนองลานเพกอับนั่นเวดอกเพลิงบังกระดาลดำตรุงมองนั่งเสียมกินจังเสียมกระดาลจังบาทให้เนี่ยได้บังเยอะนั่งใส่เสียมเต้บางฝนคางซ้อนได้สอกเสียมนั่งว่าอันนั้นอังเลกาแฮนด์เดอร์handler ដែលថាទីហ្នឹងយើងទៅធ្វើជាឆ្កែឆ្មាគេនៅតាមស្រុកអញ្ចឹងយើងរស់នៅអញ្ចឹងគេឲ្យមានគេហៅកម្មាភិបាលទូនទុកអាហ្នឹងពាក្យកុំនេះគេហៅកម្មាភិបាលទូនទុកបើភាសាអាមេរិកគេហៅ handler មកពីពាក្យ handle អ្នកកាន់កាប់អា handler យើងហ្នឹងជាមន្ត្រីមហាផ្ទៃជាមន្ត្រីទទួលខុសត្រូវខាងសន្តិសុខឬក៏ជាសេនាធិការដែលតកតងនឹងគេហៅសេនាធិការបោពៀព្រោះកិច្ចការថៃជំនាន់ហ្នឹងវាមានសេនាធិការមួយជាសេនាធិការបោពៀដែលវាធ្វើអមជាមួយនឹងសេអានៅតាមដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃឡង់អញ្ចឹងវាកាលណាវាមិនពេញចិត្តយើងវាហៅយើងទៅចូលសុកថៃពេលដែលយើងពងជីឡានទៅជួនកាលវាបាញ់យើងចោលភ្លាមអត់មានសួរនាំទេដកភ្លើងបានទាំងណាអានឹងចឹងប៉ុន្តែជីវិតមនុស្សយើងដូចមុខកបិតជួនកាលគេបាញ់វាមិនងាប់អីចឹងទៅមិនមែនមកពីពាក់កសែងយន់នេះទេពីព្រោះជីវិតមនុស្សយើងនេះវាជីវិតមនុស្សយើង life human life is very strange ជួនកាលងាប់ភ្លាមមិនសមងាប់តែបើមិនត្រូវងាប់ក៏អត់ងាប់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនបន្ទោសអីដែរស្រុកគេណាគេកាន់កាប់ស្រុកគេបើខ្ញុំទៅនៅស្រុកយួននឹងចង់ស្លាប់ខ្ញុំក៏គេមិនខុសដែរខ្ញុំគិតអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំអត់មានអកតិទេណាខ្ញុំអត់ទេពីព្រោះស្រុកគេសន្តិសុខជាតិគេអញ្ចឹងហើយនៅពេលនិយាយរឿងនយោបាយខ្ញុំតែងតែប្រាប់កូនក្មួយថាកុំឲ្យគិតថាគេអាក្រក់នឹងយើងពេកឧទាហរណ៍ថាយួនវាចង់បានដីយើងកុំគិតតែពីរឿងយួនអាក្រក់ត្រូវគិតថាម៉េចបានយួនវាចង់បានដីយើង Why do they want our land ពួកអាបំណងដែលវាចង់បានដីយើងឬចង់ត្រួតត្រាយើងនឹងវាមានគោលបំណងរបស់វាហើយបើយើងយល់អំពីគោលបំណងរបស់វាទៅយើងទប់វាបានមនុស្សម្នាក់ត្រូវមានបំណងអញ្ចឹងពេលយួនវាចង់បានដីយើងវាច្បាស់ជាមានបំណងណាវាមានបំណងវាមានបំណងអ្វីមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាឲ្យយល់បំណងវាសៀមដូចគ្នាកាលណាសៀមវាចង់ខ្ញុំបាញ់ខ្ញុំចោលជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយឆ្ងល់ថាខ្ញុំខុសអីបើខ្ញុំអត់ដែលប្រឆាំងនឹងសៀមទេបានខ្ញុំនឹកឃើញអូវាឲ្យខ្ញុំរើទីតាំងហើយខ្ញុំវាមិនចង់ចាញ់ពីទីតាំងហ្នឹងវាយឺតដល់វាយឺតសៀមវាចំណាំវាសំណាំវាចាត់ទុកថាខ្ញុំរឹងក្បាលអីចឹងតាមពិតខ្ញុំអត់ហ៊ានរេស៊ីសវាទេខ្ញុំអត់ហ៊ានប្រឆាំងវាទេប៉ុន្តែខ្ញុំពៀពេលដើម្បីខ្ញុំដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈអីមួយចំនួនចាញ់យូនវាមិនសៀមមិនសប្បាយចិត្តវាបាញ់ចោលវាហៅពួកខ្ញុំទៅវាបាញ់ចោលមកបាទអញ្ចឹងកាលណាសៀមបាញ់ចោលហេនដលឺខ្ញុំដែលគេទួលបន្ទុកខ្ញុំហ្នឹងវាជាសេនាធិការពួកបោពៀមែនបោពៀយើងខ្មែរទេបោពៀសៀមអញ្ចឹងគេត្រូវយកខ្ញុំទៅបាញ់ចោលតែវាចែកដន់អីក៏ពួកដែលប្រហែលអ្នកដែលគេយកបាញ់ចោលហ្នឹងវាមានអ្នករស់ដល់រស់ទៅមិនដឹងរត់ទៅណាដឹងរត់ទៅណានឹងរត់ទៅណាតោះរត់ទៅរកលោកកាំងព្រោះនៅសោកសៀមគ្មានអ្នកណាទីពឹងបានទេមានតែកាំងណាហើយកៀងហ្នឹងយើងមិនដឹងគាត់នៅឯណាទៅទៀតយើងដឹងថាកៀងណាដែលជាអ្នកកសែតឬក៏ជាអ្នករ៉េឌីយ៉ូអាមេទៀឬក៏យៈអ្នកធ្វើរងសាយនៅម៉ោងធម្មតាអញ្ចឹងយើងទៅពឹងគេជួនកាលពឹងទៅវាខុសចំខុសទៅចំកៀងដែល
vì mình men chỉ nẹt chuối nó vô dương ban trao thành thiết công đằng cha nén á rương nó vừa dương chưa sạch và cái đoạn đó anh chẳng về tới tam pre lục chuối chuột càng này chẳng tới có càng cái chuối chẳng tới hay cái này cái chuối hái có càng nó có cái hiền tới to và ai chỉ mới xem đây vì phục càng nó tới cái ca là giọng xiêm tới group ở thập tài phép xiêm anh chẳng về miền nam giang để dương cho tu tới dương cho tu tới dương phật đồ tìm nơi tới dương cho tu tới tranh tới có về được sát đại chỉ vật mà viết tập văn năng văn tái ao từ phừa là bò năng với thơ thế chẳng hai ban khi ông phạm con khmui ở chỗ ba khi ông ai chui con khmui đòi bảy tệ sao mà nó ban đầm mui phe rồi đền cứ chui giục bò ở ruột từng ọc này chấm nay ao khi ông từng ngọc ở chấm một con khmui nên nó phải cầm chứ không ăn ngọc thế khi ông cứ chơi mà nó cầm sạ hơi sai supply cho năm cana chạ chanh pi cà lầm bạ nè na tới chong lầm bạ về nhở chắc là vay để nhóm ai chun ban đầm môi phe rồi đấy hãy chấp bắt đam kết âm pi môi phe rồi nó cứ kết che được nhóm dễ chăng anh nam mau bật du anh nam mau bật che khăm ai anh ông sợ tầm mì phu anh nam này dễ thà sơn lăng khăm ai khla khlang na bật chang hôn sai anh ông sợ tầm mì phu anh na khát đói ỏi tật nơi bị bỏ ra tới tới giờ cái chắc chắc ba được nhóm nưng hay việc tháng về smart smart phe cái đây giờ lạnh bắt tới chết nó trong tới chui sẵn cứ ruồi hay sát tạ mi phụt vì pro comment nôn na tới slap đam bay con khmui tê à vay đại con khmui ai co sang ban cứ trời tại co sang đòi chấm này đang bảo con khmui nè và to mà tiếc cả na dừng chấp đam co sang dừng kịch rừng mùi dương kết tha bờ tê dương mình men ác đòn á đôi ác đòn á thế cứ bờ tê dương miên mình nuốt sạt sòm hai pịa thả sạt sòm cứ tự tại sạt sòm mền tên đại chấp đam pi chả rắc cái hai thả pịa mà mắt cái hai thả ốp một aparande vị thi sát này mình nuốt mình nẹt với cái ca thở smart trăng khi nhầm căn lối hình kia ập bạch nhóm thưa cách ca rô xí bọc nhóm nhóm mình đã hiện đọ lùi vì bà ấp đòi miên vào chờ ai bà bồn nhóm đằng nhóm chọn đô cái đám mà rôi nhóm vô cái đám mà phây pram sẽ lắc tới đô cái đám mà rôi nhóm trời hai bọc lực thưa ca nè nông cọng hôn nhóm mọc thưa chìa xạ xây này ca đô lùi nhóm chìa mà chắc cọng hôn mùi mất ban của anh thật đô lôi mà rối á, chọn ba cái đàm mà rối trời hai nè để thực ca này chết nâng ôi mà chô mơ nè nè chùi mơ nè nhóm đô cái đàm mà rối anh đang hai kìa hai tha ca bằng co phiệp so chả rách nơi khăn ông khá luôn dường mình mên miên này thật khi ông đại phút của họ đi mình mên miên này thật khi ông đại ban thơ khóc đi vẫn tay to là dường co sang khá luôn chăng tay bà sân chứ khi ông dây thật khi ông chìm chạc cổng hôn hay bà phôn khi ông có chìm chạc cổng hôn ấy chỉ chăm bài ấy tới group phần nhóm về đọ lời mà chài á, đọ sân chăm práp cào bà này, với ai play, à, và to mà tiếc, riêng ấy để nhóm chiêm chạc rồng phần nhóm tới đọ lời, tầm mà rối đó là, đôi vô cái đám mà phay pram sẽ lắc tới đôi vô cái đám mà rối, riêng ấy chăm bài ở bọc lực thay ca mùi nhóm mà chôm mở, chừng nào lẽ, nhóm chưa tới lơ vị thi sa, đại nhóm riến, hay nhóm khơi những kỹ thuật chẳng. Phụ Jewish nè về chức ba lo rừng bệnh trì nè phụ chân ập chức ba lo tê nè anh đi ập chức ba lo tê tại phụ Jewish ba lo nè phụ ông lê chức ba lo nè bảo phụ Japan về riêng bị ông lê mau về chức ba lo nè ok đó pel korea riêng pi japan korea sập japan phần đại riêng pi japan mà chấp bát này cái cao oxy viết về thời miền bắc hãy chờ nắm mơ bằng phổn nước nông chôn chiết đại che rosi nơi lửa lục ní ha nơi ở rộng về bộ hồ long đề cõi mà bộ jewish nè đại che rosi
ตมบงรบปอนชนามุนในไดนอาซีคืออินเดียประตอมาจันอินเดียจัดเจโรซีมุนเกเนตได้เจโรซีในขนมไดนมาชมมาบอปีตั้งปีอันอาจะอัตมันมาหรอเนตได้เจโรซีจับปีสัตว์วัดตีปีตีใบตีบุญตีพรำตีประมวยมาคือพวกอาหรับโดยเจ้าโปรเฟตมหามัดกัดเจโรซีมาหดมาฉันในปิภพมัชฌิมบพปีหนึ่งมหานาจักรอัตมันเป็นเมียนปุอารับเจโรซีในขนมไดนอาซีโอยองตัลเนเจโรซีมุนเกปุปุอันเดียให้เนตเจโรซีในขนมจีนอมซันเดียปุกะลึงแกปุคลังประตอมาจันเจโรซีกราอันเดียในอารบเนตเจโรซีจับดามตะบงไดพวกไวกิ้งปันไดกิจัดตกทาฮอลังฮอลังได้จัดตกทาประกาศพวกได้เช็คเธอจำนวนทมในรอบพวกจูวิชนะขยมพิจิตรสักซาแล้วบ่อนังจังโยมาใจเอาคนขมายดำไปเอาเวชลาดเมื่อเนี่ยคลาดกิดดื้อขยมกิดทั้งบ่สันจัยประกาศนะมาใจมันฉลาดอ้าวมาพี่อันมันฉลาดยังไงบ้านอันจองอ้อยก็ขมุยขมุยอันฉลาดแล้วอ่ะเธอปกยมการมาลงงเรียนเจตรมแต่สอเซอาซอบันเต็งบันตุยกอดประดามขยมกอดทากโกเนยสักได้สมัครตรองหนึ่งจุดไหนดังสำคัญนะก่อนเนื้อไงมวยยมลุยสู่ปกยมยมทาปกใส่แต่สมัครถอนปกanh đắng đấy à bà hãy nhỏ anh phải vô lên đường ó anh che thế con anh riêng ban tính phần chỉ đôn chỉ ta phải làm một mọc trắng nhé ơi không còn ngôn á còn dây chẳng nhé mà đai khiếm che ở sau khám ái ban trâm an thọ bọt tại mà đai khiếm còn gì vậy gọi thà con ơi cát máu áยังเจ้าทำเธอได้ก่อนยังทำไม่ไม่ก็ทำไม่ไหมยังเคยกิจเตะกิจโอดใจอยู่ไอ้ถ้าจะทำก็มาเอาการมาเกี่ยห่ามันดังขยอลไม่เขี้ยงก็ประดำแต่ปั้นนั่งไงก็ถ้าอ่ามันดังขยอลนั่งไงการมาตุบไปให้ยมสู้ไม่ยมยมสู้ไม่ยมไม่อ่ามันดังขยอลนั่งไม่ได้ไหมอันก็มันดังได้ปั้นแต่อ่ามันดังขยอลนั่งที่หัวท่าบัตรโอ้ถ่ายนั่งจังบ้านน่ะถ่ายทุ่มไม่จังถ่ายโต้อัดโอ้ได้ให้สกัดมาแต่เป็นบานไถติดยมลุ่นจำติงก็จอดชั่งบานอันนั้นก็ให้ปู่อ่ำดังชอลให้ประตูผีขาวยี่จังตัวลักบ้าจังตัวตะเกียบกระดามไอ้เสียตะดาวมาไปนึกเคยตะแปงไอ้อักกัดมาไอ้อันนั้นเสียปู่อ่ำดังชอลตื่นนะคือตื่นงอปนู่นนู่นเข้มสตับไม่ยมยัยปิยลด้วยยมตาด้วยอัดปิดเด้หมายก็ด้วยจึงงงได้อ๋อไอ้ที่มันเห็นทำไมล่ะงงไอ้ไปพวกจีโดนจีตาปะได้ถ้าเอากระรุบแม่ฉันได้สาโกนปืนเกสูรังไม่แม่ไอ้เจ็ดแต่ปันนั่งไงก็ถ้าอ้าวเจ็ดแต่ปันนั่งอันตื่นแต่หน้าก็ได้อันจองสโลมาจู้บ่อดเมียนไอ้ลอมจู้อันลอมปะหาอดเมียนไอ้ลอมปะหาอันลอมสำลออันนั่งแต่เมียนสำลอสิน่ะดอกปีฉันดอกปีขยมมาอ่ะมริกขยมมาตอนละมริกขยมบานอันกบุญศักดิ์สาภายในแม่ภายในเมดักนอมนะมีดักน้อมมีดักน้อมแกหาทำแม่กุเตะแม่กุเตะนั่งขมายยังปลายบานปียางอ่ะมวยทัวกายไอ้ก็หาแม่กุเตะเนี่ยน้อมพลอยก็มาเตะฉันแม่กุเตะมีดักน้อมนั่งในขนมกบุญมีดักน้อมในยมเรียนน่ะมันเรียนยมเรียนตามจอห์นซีแม็กซ์เวลล์การใช้ดังตามระยะจอห์นซีแม็กซ์เวลล์โอเคยมเรียนแต่ก็มีกบุญมวยก็หาท่า leadership 360แกหาทำทวีจิมเมดัดน้อมใบร้อยหกสิบองศาก็เกิดตั้งภายไม่เข้มได้ไม่เข้มก็ท่าได้เอาเลยปืนได้ตึงนะปั้นเมนพลันเกนนักโกนโรคนะตอนจังตึกเข้มนักเคยอย่างนี้ไม่เข้ม
អត់មានបានទៅរៀនសាលា leadership ទេតែគាត់ចេះ leadership តាមរបៀបរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្មែរយើងមានដួងចិត្តដួងចៃមានសារធាតុមានសណ្ដានមកអាចរៀនបានតាខ្មែរមិនមែនល្ងង់ណាអញ្ចឹងហើយបានខ្មែរសាងប្រាសាទឥដ្ឋប្រាសាទថ្មបានរាប់ពាន់កន្លែងតម្កល់សិលាចារឹកទុករាប់ពាន់សិលាចារឹកជាកេរជាអកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយហើយចុះមិនក៏ពួកអបកាច់រៀនសាលាបារាំងនឹងវាទៅបោកខ្មែរណាមិនក៏ពេលវាទៅនឹងវាទៅតែបោកខ្មែរវាអត់យកវាអត់ព្រមនាំគំនិតម៉ុងតេស្គីសង់សាក់រូសូវ៉ុលតែអីទៅប្រាប់ខ្មែរឲ្យចេះបញ្យលអីវាទៅដល់វាប្រើខ្មែរបងប្អូនជនរួមជាតិត្រៀមលក្ខណៈជាមួយកងទ័ពដើម្បីនឹងដកហ៊ុនសែនចេញពីអំណាចអីចាប់ចេញមកអញ្ចឹងវាឲ្យខ្មែរទៅងាប់ដើម្បីវាឈ្នះខ្ញុំចេះនឹកឆ្ងល់ខ្ញុំថាអានេះវាស្រឡាញ់ខ្មែររបៀបម៉េចវិញបើអញស្រឡាញ់ខ្មែរអញបង្រៀនខ្មែរឲ្យចេះដាំចេះដោះចេះរែងចេះអំចេះស្ទីចេះរកចេះខាត់ចេះស្រស់អានេះវាប្រាប់ខ្មែរថាឲ្យទៅដកអាមួយនោះហើយវាប្រមូលសំសម្បត្តិដាក់កប៉ៅវាអង្គុយចាំឲ្យខ្មែរងើបឡើងទៅដកអាមួយនោះដល់ពេលយើងប្រាប់វាថាលោកអើយខ្មែរគ្នាមិនហ៊ានទៅដកអាមួយនោះទេពេលពួកអាមួយនោះមានកំភ្លើងកំ plot ច្រើនណាស់សក្តិសកុនហ្នឹងបិញធិញអានហ្នឹងដូចអូនឡុងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំយ៉ាងថាសុំបដិសេធគំនិតទឿងាប់ហើយអូនឡុងព្រះជាម្ចាស់ជួយអូនឡុងព្រះជាម្ចាស់ជួយគំនិតបងមិនក៏ទឿបើបងចង់ឲ្យអូនគោរពច្បាប់ចង់ឲ្យអូនស្មោះត្រង់ចង់ឲ្យអូនឃ្លាវខ្លាចង់ឲ្យអូនក្លាហានមិនចង់ឲ្យអូនតែប៉ុណ្ណឹងឯណាមិនក៏ទឿកើតអូនសងបីតបង1ម៉ែត្រ65មែនប៉ុន្តែគំនិតបងវា30000ម៉ែត្រទៅមុខទៀតมันបានទឿទេអូនសំឡាញ់អញ្ចឹងរឿងអីដែលអូនមកដល់អាមេរិកនេះអូនត្រូវជឿមេភូតនៅស្រុកបារាំងពីព្រោះអាមេរិកនេះវាមានឱកាសជាងស្រុកបារាំងអញ្ចឹងត្រូវតែរៀនឲ្យឆ្លាតជាងមេភូតស្រុកបារាំងស្រុកប្រាំងប្រាំងស្រុកប្រាំងផងទូចមួយណាសាលាមាន3ប្រភេទទេណានៅស្រុកអាមេរិកសាលារាប់ផ្លេចហើយបើរាប់ផ្លេចមិនក៏រៀនឲ្យឆ្លាតមិនមិនក៏ទៅដើរតាមគេភូតបន្តអាហ្នឹងទឿឬក៏ខ្ពស់ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំឆ្លើយថាគំនិតហ្នឹងទឿអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យកូនក្មួយយល់ថាត្រូវតែកសាងនៅសច្ចរិតភាពឡើងមនុស្សយើងដំបូងបោកគេដំបូងភូតគេដំបូងកុហកគេដល់កុហកយូរយូរទៅកុហកខ្លួនឯងជឿទេបងប្អូនឲ្យតែយើងកុហកគេញយកុហកធ្លាប់ខ្លួនច្បាស់ជាកុហកខ្លួនឯងឲ្យតែយើងយករោគយករឿងភូតមកផ្សាយដូចចម្លាញ់ខ្ញុំប៉ែនកសលទៅចូលមកមុននេះកសលប៉ែនបើកសលឯងយកតែអារឿងភូតមក share ថ្ងៃណាមួយកសលឯងចាញ់ភូតហ្នឹងណាចាញ់ភូតហ្នឹងណាជឿខ្ញុំចុះណាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមអំពីសេចក្តីស្មោះត្រង់លើបញ្ហាសេចក្តីស្មោះត្រង់លើជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវតរោសេចក្តីស្មោះត្រង់អញ្ចឹងទៀមទាឲ្យមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ណាទៀមទាឲ្យមានសេចក្តីស្មោះត្រង់អាហ្នឹងគឺជាចំណុចណាគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ណាគឺជាចំណុចដែលសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងបន្តនិយាយរឿងហ្នឹងតទៅទៀតឥឡូវយើងចូលទៅដល់ផ្នត់មួយរឿងក្មួយស្រីឈ្មោះខ្ញុំណាវាសាបរលាបទៅខ្លះហើយវាសាបរលាបទៅខ្លះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំវិលត្រឡប់មករឿងអស់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែមុននឹងវិលត្រឡប់មករឿងអស់ហ្នឹងខ្ញុំសុំលើករឿងមួយការប្រជុំដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងចុងសប្តាហ៍នេះនៅទីក្រុងអាតឡង់តាជួចារដ្ឋជួចានៃសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញវាគ្មិន
តាមរយៈ live show បានប្រើប្រាស់នៅភាសាផ្សេងៗគ្នាលោកជាកំលីក៏ថាអានឹងមិនមែនសន្និបាតទេអានឹងគឺជាសន្និសិទ្ធឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ណាវាចេះចាញ់ណាបន្តមកទៀតពីដើមឮសូរថាជាសន្និបាតណាសន្និបាតពិភពលោកឥឡូវទៅជាសន្និសិទ្ធពិភពលោកទីសពគ្រប់ខ្ញុំគោរពស្មារតីមួយខ្មែរដែលអញ្ជើញទៅប្រជុំគ្នានៅនឹងក្រុងអាត់ឡង់តាជួចចាខ្ញុំគោរពស្មារតីអស់លោកអ្នកហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំតវ៉ាគឺរឿងមួយដែរគឺរឿងថាលោកអ្នកនិយាយដូចជាលោកជាកំលីក៏និយាយល្ងាចនេះក៏ថាថ្ងៃទី1យើងជជែកគ្នាដើម្បីរៀបចំប្រមូលផ្ដុំឲ្យមានការរួបរួមឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីធ្វើការតស៊ូនយោបាយអ្វីដែលលោកជាកំលីគាត់និយាយខ្ញុំស្ដាប់ទៅពីរោះពីរោះណ៎បន្តមកទៀតអ្វីដែលសំរងស៊ីនិយាយខ្ញុំស្ដាប់ទៅពីរោះប៉ិនអ្វីដែលអត់ពីរោះគឺប្អូនសេរីសង្គមនឹងជេរម្រាយគេអូខេប្អូនសេរីគេសង្គមនឹងជេរម្រាយគេប្រមាថការទេនរត់បងឲ្យគេងាប់អានឹងរឿងដែលវាកន្ត្រាឌិកវាប៉ះសង្កេតគ្នាពីអាស្ពីរីតដែលជាកំលីដែលសំរងស៊ីដែលពួកគេប្រជុំនៅអាត់ឡង់តាជាប់ចានគេនិយាយពីពួកវារួបរមមិនកើតព្រោះមានអង្គភាពដែលគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីចាញ់ជេរគេចាញ់ចង់ឲ្យគេងាប់គេអីចឹងទៅអបន្ទាប់មកទៀតដូចជាអាម៉ាស៊ីសោចាន់ដេតអាម៉ាស៊ីសោចាន់ដេតនេះមិនដឹងថាវាជាប់ឆ្នោតរបៀបម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឆ្ងល់ទេពីពួកគណៈបកនយោបាយឥឡូវវាកំពុងឡើងថ្លៃណាពពោះសំដីអាសោចាន់ដេតនេះនិយាយទៅភ្នងចង់ស្រុកហ្មងហើយដល់និយាយអញ្ចឹងវាថាឯងមើងងាយភ្នងទៀតហើយពាក្យកូឡូឃ្វីលពីដើមទៅភ្នងចង់ស្រុកក៏មិននឹកអត់ទេអត់មានទេភ្នងឥឡូវគេរៀនសូត្រចេះដឹងប៉ុណ្ណានេះជំនាន់បុរាណចំតួណាជំនាន់បុរាណចំតួយ៉ាងម៉េចណាវាថាអ្នកណាដែលបដិសេធការប្រជុំនឹងវាសិតតែបំរើហ៊ុនសែនអាសំដីហ្នឹង Ring the bellវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់ប៉ុលពតនឹកទៅដល់អង្គការបកកុម្មុយនីសហើយច្បាស់អាម៉ាស៊ីសោចាន់ដេតនឹងវារុស្ស៊ីអញ្ចឹងវាធ្វើតណាស់រៀលមិនហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកណាបោះអត់បោះឆ្នោតឲ្យវាខ្មាំងអញ្ចឹងហ៎យីអានេះខុសខើមែនណាអញ្ចឹងវាផ្ទុយទៅនឹង spirit របស់អ្នកដែលជួបនៅអាត់ឡង់តាណាអ្នកជួបនៅអាត់ឡង់តាថារួបរមណាប៉ុន្តែឈុំសេរីទៅខំជេរគេចង់ឲ្យគេងាប់អសោចាន់ដេតណាចោតប្រកាន់គេនាងរ៉ូសេតដែលអត់ដឹងខ្យល់អីនៅស្រុកខ្មែរចោតប្រកាន់ការជំទាស់នានានិងប្រតិកម្មនានាទៅជាចង់បានអាំងប៉ាវអីមើលនាងស្រីក្មេងនឹងចង់បានអាំងដាក់ធ្លាប់ឲ្យអាំងប៉ាវអ្នកណាខ្លះណាតានៅនេះណាកូនណៃកូនរ៉ូសេតតានៅនេះណាមិនដែលបានអាំងប៉ាវពីអ្នកណាទេកូនឯងធ្លាប់អាំងបានអាំងប៉ាវពីសោចាន់ដេតទេបានជាកូនឯងនិយាយថាការដែលចេញមតិជំទាស់ហ្នឹងវាទៅជាចង់បានអាំងប៉ាវអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការការពីជំនួបនៅអាត់ឡង់តាជួចចាចុងសប្តាហ៍នេះវាផ្ទុយគ្នាពីគំនិតរួមរួមអានឹងមួយណាបងប្អូនវាផ្ទុយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតវាយ៉ាងម៉េចណាយើងនឹងមើលឃើញនៅអ្វីដែលគេហៅថាពួកប្រតិភូនានាជុំវិញពិភពលោកណាខ្មែរដែលមកប្រជុំនៅអត្លង់តាហ្នឹងមានមកប្រភពហ្នឹងគេប្រកែកគេថាវាមិនមែនជាចលនាទេបងសុផាន់តើបងអញ្ជើញទៅទេបើបងអញ្ជើញទៅជួយមើលហើយជួយថតឲ្យខ្ញុំផងណាវិញភាកច្រើននៃគំនិតអស់ហ្នឹងសិតតពួកចលនាណាហើយដល់ពេលពួកចលនាហ្នឹងណាម្ដងចលនាម្ដងសង្គ្រោះជាតិជាបកអាហ្នឹងវាcontradict ខ្លួនឯងហើយបើcontradict ខ្លួនឯងហ្នឹងវា become
illegitimate វាខ្វះនៅភាពសមស្របនៃលក្ខន្តិកៈឬច្បាប់អញ្ចឹងទី1វាផ្ទុយអំពីការរួបរួមទី2វាអត់សត្វណាបន្តមកទៀតទី3យុទ្ធសាស្ត្រនឹងរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនក្រោយចាប់លោកកឹមសុខាថ្ងៃទី2ទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ខ្ញុំបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ស្នើសុំឲ្យគណៈថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រញាប់ប្រញាល់ប្រមូលគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ហើយនិងសភាតំណាងរាស្ត្រឲ្យមកបណ្ដុំគ្នាក្នុងចំណុចមួយដែលខ្ញុំជូនយោបល់ថាអាចនៅស្រុកបារាំងខ្លះអាចនៅអាមេរិកខ្លះហើយសុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាត់ការជាបន្ទាន់បង្កើតការិយាល័យទំនាក់ទំនង24ម៉ោង7ថ្ងៃ365ថ្ងៃមួយឆ្នាំដើម្បីតាក់ទងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតាក់ទងរដ្ឋាភិបាលនៅអឺរ៉ុបដើម្បីរកច្រកសុំឲ្យអន្តរជាតិជួយគាំពៀគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសុំតែបើកផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខ្ញុំបាននិយាយរឿងហ្នឹងលើករឿងហ្នឹងឡើងប៉ុន្តែមុនខ្ញុំបន្តទៅទៀតខ្ញុំចង់ជំរាបប្រាប់កសលប៉ែនអូនសុខុនធិរៈឡុងបងសុផាន់ជាដើមលក្ខណឹងឡាក់មានមតិមួយមតិហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចេញមកពីនាងសំអាតឈុនគាត់ថាកូនកុំចេះប្រាប់គេជេមសុកនឹងស្អីជេមសុកមិនមែនសង្គ្រោះជាតិកុំចេះប្រាប់គេគេដឹងអស់ហើយគេដឹងអស់ហើយគេចេះធ្វើការហើយកុំចេះប្រាប់គេខ្ញុំសូមបកស្រាយរឿងហ្នឹងបន្តិចជាការពិតណាស់ខ្ញុំមិនមែនជាសមាជិកសង្គ្រោះជាតិជាការពិតណាស់ខ្ញុំមិនមែនជាសមាជិកនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងបកសង្គ្រោះជាតិតែពេលដែលគេចាប់ក្បាលម៉ាស៊ីនធំគឺប្រធានសង្គ្រោះជាតិយុទ្ធដាក់គុកអាសន្នវាមកដល់ណាបងសុផាន់ it is called an emergency political crisis ពលគឺវាមកដល់ភាពអាសន្ននៃនយោបាយអញ្ចឹងភាពអាសន្ននៃនយោបាយគណៈបកមិនត្រូវរើសអើងទេគណៈបកត្រូវស្ដាប់មនុស្សដែលជា good samaritan ខ្ញុំអត់មានឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអលីណាខ្ញុំសំណូមពរឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបណ្ដំគ្នាជាបន្ទាន់នៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងបណ្ដុំគ្នានៅតំណាងរាស្ត្រជាបន្ទាន់លើភូមិភាគ2គឺនៅអាមេរិកហើយនិងនៅបារាំងដើម្បីរៀបចំធ្វើការងារគាត់នឹងជាយោបល់ល្អតាពេលនោះបើថ្នាក់ដឹកនាំបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់ស្ដាប់ក៏វាអត់មានបញ្ហាទេខ្ញុំអត់មានខឹងអីទេប៉ុន្តែសួរថាដែលគេអត់ស្ដាប់មតិមហាជនម្នាក់ដូចខ្ញុំហ្នឹងតើគេបានធ្វើអ្វីដើម្បីសេចក្តីសុខនិងដើម្បីការពារនៅសមិទ្ធផលរបស់គេទេក្រោយថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ចាប់កឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ2នាក់ដែលចាញ់មកបរទេសគឺមូសុខហ៊ូហើយនិងអេងចៃអៀងអត់ធ្វើការអីទាំងអស់ដើរតាមលោកសំរងស៊ីដែលមិនមែនជាសមាជិកឬថ្នាក់ដឹកនាំនៃបក្សសង្គ្រោះជាតិអត្រង់ហ្នឹងហើយដែលវាជាចំណុច critical វាជាចំណុចសំខាន់ស្លាប់រស់ណាមេបក្សត្រូវគេចាប់អនុប្រធានបក្សអត់ធ្វើការដើរតាមមនុស្សនៅក្រៅបក្សឈ្មោះសំរងស៊ីទោះបីសំរងស៊ីជាអតីតស្ថាបនិកអីក៏ដោយគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ត្រឡប់មកជួយបក្សតែពេលហ្នឹងសំរងស៊ីគាត់អត់ជួយបក្សទេគាត់ទៅផ្សព្វផ្សាយសិក្ខាសាលាណាគាត់ផ្សព្វផ្សាយសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីសមាគមដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រជាធិបតេយ្យរបស់គាត់ដែលគាត់ប្រណងសេប្រកាសនៅអូស្ត្រាលីមានចាំទេអនុប្រធានទាំងពីរដើរតាមគាត់ទៅចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាគាត់នៅកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយអត់ធ្វើការទេអាបណ្ដុំគ្នាធ្វើការក៏មិន
bình đông cái à ca thì gia lại chặt tăng ca nghe mà phải buồn mong còn mình phơi nữa mấy còn mình phơi nữa bari ắt phơi thì ok từ lớp tới dục bao khi ông bình dục bao khi ông chia dục bao ai cái chốn đại chun từ đó cái nãy bạn xong rồi chết không kề à sẵn bà mình phơi tam dục bao khi ông tế của khi ông ắt miễn xích hay ắt khẳng đài sống áo tệ thanh đặc nôm rồi bảo cái nãy phát xong rồi chết khát không thôi cả bài tư chưa mình không thôi cả không đại tam xong rằng sĩ được mòn ạch các bạn miễn chấm ấy khi ông này dễ đây là đại nhân thác ắt thôi cả ắt thôi ấy tưởng ạ cứ đại tam xong rằng sĩ đội mòn ạch các bạn rồi mà tiết nhầm thay biệt mà tiết thác để chấm cứ đầm chế cứ chấm ơi sự phép cá nó về tùm chố tam sập hiệp cá này cá vị vót on ra chiết ớt thứ cá thôi sao nhá đó ớt thứ cá nè khi khai tới chia critic khi ông sập sự con chém sập nó khai tới chia critic critic cứ nẹt rì con hai bên nè khi ông phá bịa mà mát tha ở vậy để khi ông rì con nè về chia nè về chia sấy nè về chia pressure group nè mấy đại khi ông hai tập pressure group cứ đặt sầm biết ỏi bắt xong cua chiết nên bảnh nhặt chui khuôn anh nới tay mình chui khuôn anh mẹ đặt nón này bắt xong cua chiết bay bắt kia là hốt hay mà chuẩn nguồn thống bốc nâng ảnh nụp thiên bắt xong cua chiết từng pi đã tam xong rèn si là hốt xong bấy tay dương tiềm tía hay đặt sầm biết ỏi chui khuôn anh với mẹn chui bài chém sọc với mẹn chui ở chém sọc lang tại chém hà sẽ thấy với mẹn chui chém sọc ở lang tại thời này do tay nè chui khuôn anh sao nâng nè 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 à lấy vô mà bị chà nà mà nhóm chuyện nè offer contingency idea cứ bong sập hẳn I still have my PowerPoint nhóm mà riệp chăm PowerPoint nhóm riệp chăm program nhóm riệp chăm ai ở nâng nhóm chun hãy bong sập hắn và hai chiếc ngao tham ách ban nhom chun tới cái nạn bạc song cru chiết hưởng năng đại nhom mền chỉ bạc kê phong đó mạch ban chun nhom nó khơi trẻ nhom nó khơi thả nhom thọp chuốc cầm giơ kha mà đòn muốn quật bạc cá hết cả nạn bạc sệt mà nụ hai nhom nâng cầm giơ kha ắt score này để chuốc tầm mà đòn nâng nâng mốc cài rửa mi nâng nông rót Maryland chú mùi nâng đọc tơ tích nà răng gà rì ấy nâng nhóm thọ bàn nịnh dây tam vệt chú xâm lên ở dì xe rây mặt đòn đại bòn cầm giật khá gọt hạ đôi chị ổn chật nâng chìa nụ xa vỳ rì cà nông lục hôn sáng khăn lục cầm giật khá lục cầm giật khá gọt vừa cá nơi khăn nông mà chạm đô sật nụ bê nâng lục hôn sáng khăn lục hôn sáng nịnh dây ẩm bí à vấy đại kê về nơi trái tha lục hôn sáng bồng bồng mà rong nâng chắp lục cầm giật khả về nâng lục cầm giật khả toàn cái cả nạn bãi quạt phơi cá nó sệt nụ mai giờ rết đại chia nẹt xa bờ miền về trụ sầm lên à gì sẽ đấy nâng mà sủa nhầm khi nóng bắt sầm phía mũi nay à gì sẽ đấy vì đám nhóm sầm phía à gì sẽ đấy tại khảo ấy máu khi nhóm có chụp tờ hai cầu mà tiết có khi nhom ăn miên tầm nẹt tầm nón chìm mùi ở dưới hai khi nhom có ăn khơi tham miên bây giờ ấy xem ở dưới dưới đấy tiết bộ nhom chia individual person ở dưới dưới đấy cô na sầm phe nẹt đấy mờ mờ chừng khi nhom nó bây nung mai giờ rất ban xua khi nhom âm pi praticam rồi bỏ lục này dọn tay hôn sáng đại kê son này tham tha chọn chấp lục cầm sục hà hai lục cầm sục hà có ban bằng hang bị cà prui bà rắm tha lục hôn sai ai chấp quật anh nâng môn cái chấp quật đã cục rừng prom đàn nhóm của lai ông việt trụ sầm đây là gì sẽ thấy hãy ban để dây thả khi nhóm kết tha lục vô đòn tay hôn sai mình chấp lục cầm sực hà đây về nước mai giờ đến nước ban xuống khi nhóm tham ách ban chỉ lục kết được chưa nhóm chơi tới với nhóm thằng ngọp ơi cầm sực hà cặp bạch cặp bọc á cấm giật khá quát cầm bách cầm bóc này đôi chân này hai lúc này dụ rộn trái hôn sáng mình cua ná tư bỏ cánh bỏ cua rương cầm bách cầm bóc chưa biết xét cho mùi mà nước cầm bách cầm bóc đôi cầm giật khá
ខ្ញុំមិនគិតថាលោកហ៊ុនសែនចាប់ទេហ្នឹងគឺជាបទសម្ភាសខ្ញុំជាមួយម៉ាយរិតក្រោយមកក៏អត់ចាប់មែនក៏អត់ចាប់មែនក្រោយមកទៀតខ្ញុំលឺសោម៉ាយរិតឬអ្នកណាទេប្រាប់ខ្ញុំថាបងកឹមសុខាគាត់អន់ចិត្តគាត់ថាលោកម្នាក់ឈ្មោះសុកសុគន្ធនៅដល់អាមេរិកហើយខ្ញុំនឹងមានតម្ងន់សម្ពាធណាលោកហ៊ុនសែនចង់ហ្មងចាប់ខ្ញុំហើយគាត់និយាយរឿងវាហើយគាត់និយាយលុយគាត់និយាយរឿងវាហើយគាត់ថាមនុស្សកម្មសុខាណាមនុស្សកប៉ិចកប៉ុកលោកហ៊ុនសែនមិនគួរណាយករឿងកប៉ិចកប៉ុកហ្នឹងទៅធ្វើជារឿងធំកុំចាប់កម្មសុខាអីហើយគាត់យល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនមិនចាប់កម្មសុខាទេពេលហ្នឹងគឺអត់ចាប់មែនបានជាខ្ញុំនឹកឃើញអញ្ចឹងតាមពិតបងកឹមសុខាក៏អត់យល់គំនិតខ្ញុំទេដើម្បី diffuse ដើម្បីបន្សាបនៅភាពតានតឹងពួកគេសួរខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យកឹមសុខារួចខ្លួនខ្ញុំនិយាយប្រាប់ហ៊ុនសែនថាកឹមសុខាមិននឹកបាច់ប៉ុកទៅចាប់ទៅអីប្រហែលជាហ៊ុនសែនគាត់លឺសូគាត់ថាអាហ្នឹងគឺអាមួយសុកសុគន្ធហ្នឹងវានិយាយបាត់ត្រូវដែរអញ្ចឹងអញមិនចាប់រួចខ្លួនបានមួយនេះគឺជាចិត្តវិជ្ជាដែលខ្ញុំប្រើពីព្រោះមុខងាររបស់ខ្ញុំមិនមែនសម្រាប់តែប្រឆាំងហ៊ុនសែនឲ្យតែចាប់កម្មសខាទេវាមិនដូចអាមេភូតមួយនោះទេអាមេភូតមួយនោះឲ្យតែហ៊ុនសែនគាត់រៀងមានសន្តានចិត្តបន្តិចអាមេភូតនឹងចាក់ភ្លាមបានជាខ្ញុំតែងតែតវ៉ាថាចិត្តថ្លើមវាអត់ល្អសោះណារឿងអីដែលយើងទៅធ្វើគ្រូទាយលើកាលវិភាគនៃការដោះលែងកម្មសខារឿងអីដែលយើងយកទៅភ្នាល់នឹងរឿងជីវិតកម្មសខាកែងកម្មសខាឲ្យយើងនឹងតែមួយហ៎ណាយើងគួរណាស់តែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសភាពការស្ងប់រងាប់ដើម្បីកម្មសខាមានឱកាសវាមិនដែលមានអាណាតែចាក់ឲ្យវេទនាអញ្ចឹងឯងសម្ដីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំជួបកម្មសខាថ្ងៃនោះខ្ញុំនិយាយខ្ញុំថាបងឯងមានចាំទេខ្ញុំមិនចេះហៅគេលោកខ្ញុំថាបងឯងមានចាំទេខ្ញុំនឹងឲ្យសក់សគុណខ្ញុំនិយាយថាកាលនោះលោកហ៊ុនសែនមិនគួរចាប់បងឯងព្រោះបងឯងជាកប៉ែកកប៉ុកក៏សើចអានេះជាអនុសាវរីយ៍មួយដោយសារតែអនុសាវរីយ៍នឹងនៅពេលដែលគេចាប់កម្មសខាហ្នឹងមនុស្សទោះបីខ្ញុំស្អប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែមានទុកខ្ញុំជួយហ៎ខ្ញុំសុខសគុណណាមនុស្សខ្ញុំស្អប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយឆ្លោះប៉ុណ្ណាក៏ដោយជាពិសេសស្អប់ខ្ញុំមិនសូវចេះស្អប់មនុស្សយូរទេប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លោះប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែមនុស្សនឹងមានទុកខ្ញុំជួយភ្លាមឲ្យតែខ្ញុំជួយបានខ្ញុំជួយហ៎មនុស្សទោះបីខ្ញុំស្អប់ប៉ុណ្ណាឬក៏ខ្ញុំឈោះនេះប៉ុណ្ណាក៏ដោយដើរចាញ់ទៅឡានបុកប៉ាំងខ្ញុំហៅឡានប៉ែតឲ្យពីព្រោះខ្ញុំនេះទទួលការសិក្សាអប់រំមិនអាចឈោះមើលមនុស្សរងគ្រោះទេត្រូវតែជួយឈាមខ្ញុំវាអាក្រក់អញ្ចឹងវាអាក្រក់មិនដល់ថ្នាក់ឈោះមើលគេងាប់ទេនេះគឺជាឈាមដែលគេជេរខ្ញុំគេថាខ្ញុំនឹងចេះចោះខ្ញុំមិនដែលឲ្យអ្នកណាងាប់ទេពីពួកខ្ញុំដឹងថាអាងប់នឹងអត់មានមកវិញទេណាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំប្រតិកម្មណាស់នៅពេលដែលអាមេភូតនឹងវាចូលចិត្តចាក់រុកហើយនឹងចូលចិត្តយកជីវិតគេទៅធ្វើជាលបែងខ្ញុំនឹកឃើញអញ្ចឹងបានជាឆ្នាំថ្ងៃទី3កញ្ញា2017នឹងខ្ញុំចេញនៅមតិនឹងណាបងសុផាន់ខ្ញុំចេញមតិនឹងខ្ញុំថារៀបចំទៅមតិខ្ញុំទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតណាបងណាខ្ញុំនិយាយអង់គ្លេសហើយខ្ញុំនិយាយខ្មែរជូនបងណា I issued the suggestion in Facebook asking the CNRP to gather its leadership the permanent committees members who are outside the country should come together in two places in America and inFrance. The member of the parliaments should come together in two places, and the CNRP should implement the contingency, setting up emergency offices in Washington, D.C. and in Paris.
The one in Washington DC will work with the United States government, and the one in Paris will work with European. The CNRP should prepare a plan to work with the international community. អញ្ចឹងខ្ញុំបានផ្ដល់យោបល់ថាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបណ្ដុំថ្នាក់ដឹកនាំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នឹងនៅក្នុងទីតាំង2ជាបន្ទាន់ពីព្រោះគេចាប់ប្រធានបកហើយបណ្ដុំតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងទីតាំង2ជាបន្ទាន់គឺរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនហើយនិងទីក្រុងប៉ារីសហើយក៏ខ្ញុំជូនយោបល់ឲ្យបកសង្គ្រោះជាតិបង្កើតនៅការិយាល័យអាសន្នបំពេញការងារ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងនៅទីក្រុង Washington និងប៉ារីសពេលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំធ្លុយមាត់ទៀតខ្ញុំថាបើសិនណាជាកិច្ចការនៅ Washington ខ្វះខាតបើខ្ញុំអាចជួយអីបានខ្ញុំជួយពីព្រោះពេលនេះខ្ញុំបានខ្សឹបប្រាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រ2 3នាក់ខ្ញុំថាបើសិនណាជាអត់មានលុយកាន់កាប់ខ្ញុំសឹងតែចាញ់លុយឲ្យរៀបចំ Office នៅ Washingtonខ្ញុំអត់បានធ្វើនឹងប្រឆាំងហ៊ុនសែនទេខ្ញុំធ្វើនឹងជួយបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំអត់យក credit ទេពីពួកគេអត់យកមកខ្ញុំខ្ញុំខ្សឹបប្រាប់អ្នកនយោបាយខ្ញុំថា get to do it if you short of finance or you need offices if I cannot run office in Washington DC for you guys doing it you can do it at one of my property I let you do it and then set up a emergency telephone អីសពគ្រប់ហើយក៏គេសួរខ្ញុំថាធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថាដំបូងយើងត្រូវមានមនុស្សស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីឆ្លើយទូរស័ព្ទឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសឬនៅក្នុងប្រទេសអាចតាក់ទងមកកាន់បកសង្គ្រោះជាតិបានបកសង្គ្រោះជាតិមានមនុស្ស24ម៉ោងចាំឆ្លើយណាចាំឆ្លើយតាម Facebook តាមឆ្លើយតាម Twitter ចាំឆ្លើយតាម Skype ហើយការយ៉ាងឡាយ2ហ្នឹងគឺព័ត៌មានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមានន័យថាអាប់ដេតអញ្ចឹងទៅហើយតំណាងរាស្ត្រសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្រៅស្រុកហ្នឹងមកបណ្ដុំគ្នាទៅហើយគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍សង្គ្រោះជាតិមកបណ្ដុំគ្នាទៅហើយចាប់ដើមរៀបចំប្លង់ធ្វើកិច្ចការមានគេសួរខ្ញុំណាបងសុផាន់គេហ្នឹងជាតំណាងរាស្ត្រគេសួរខ្ញុំថាចុះយ៉ាងម៉េចទៅទៀតខ្ញុំថារៀបចំគណៈប្រតិភូដូចជាបកលោកស្រីមូសុខហួរហើយនឹងលោកអន្តៀវចលងសមូរ៉ាបើលោកស្រីមូសុខហួរធ្វើកិច្ចការជាមួយអាមេរិកព្រោះលោកស្រីមូសុខហួរស្គាល់ពួកដេម៉ូក្រាតច្រើនហើយក៏ស្គាល់ពួករីពលវិកាំងនៅសហអាមេរិកណាបងសុផាន់អញ្ចឹងលោកស្រីមូសុខហួរភាសាក៏ស្ទាត់ជំនាញហើយ public relationship ជាមួយនឹង American official and senators and congressmen នឹងក៏ល្អអញ្ចឹងលោកស្រីមុខសហួរអាចធ្វើការជាមួយនឹងកញ្ញាកំណូវជាដែលពេលហ្នឹងកញ្ញាកំណូវជាមិនទាន់ឡើងទៅជាសមាជិកនៃគណៈចំពោះកាច់ទេតែខ្ញុំ reserve អញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយថាលោកជំទាវចលងសមូរ៉ាអាចធ្វើការជាមួយនឹងយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអាចធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកដតីដែលជា parliamentarianខ្មែរកញ្ញាអាមេរិកាំងគេទៅវិញដូចជាស្អីស្អីឡុងបតាអីអីអីលឹមកំយ៉ាអីចឹងណាប្រមូលគ្នាទៅបង្កើតបានជាហ្វមចុងការទូតមួយសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការនៅអឺរ៉ុបហើយចំណែកនៅស្រុកអាមេរិកនេះបង្កើតហ្វមចុងការទូតមួយធ្វើការនៅស្រុកអាមេរិកហើយខ្ញុំក៏និយាយទៅទៀតខ្ញុំថាចុះលោកសុនឆាយនៅណាលោកលោកយឹមសវណ្ណនៅណាឬសូថាឡើងចុះនៅអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងអាចធ្វើជាប្រតិភូការទូតមួយទទួលបន្ទុកអូស្ត្រាលីនៅវ៉ៃសេឡង់រួមទាំងអាចប្រើប្រាស់សកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យោបល់ខ្ញុំជូនអញ្ចឹងតើវាងាប់ទេឥឡូវបងប្អូនជួយស្ដាប់មើលតើខ្ញុំជូនដំណឹងនេះសម្រាប់យកក្របបាយប៉ាម៉ាណូទៅទម្លាក់ឲ្យងាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេណាតើខ្ញុំជូនយោបល់ហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យបកសង្គ្រោះជាតិអលាយហ៎គឺបើធ្វើតាមគំនិតហ្នឹងហើយបន្ថែមនៅគំនិតថ្មីទៀតបកសង្គ្រោះជាតិមិនអលាយដល់សប្ដាហ៍ហ៎សប្ដាហ៍អលាយសប្ដាហ៍ខ្ទេចណាជួបគ្នានៅអាត់ឡង់តានេះសម្បកប៉ោតទេបងបងគិតមើលមើល
ពេលនឹងថ្មីថ្មីក្រោយថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ខ្ញុំ offer opinion នឹង opinion នឹង offer ដែលអត់ដោយមានគេខ្សឹបសួរដែរណាហើយបងអើយនៅពេលខ្ញុំជួបតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនតូចនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំបានធំក្លិនមួយធំក្លិនហ្នឹងបើនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសស្រួលស្ដាប់I detect something. I detected something. ខ្ញុំបានធំក្លិនថាมันមានអ្នកណាអាចសម្រេចចិត្តបានមានន័យថានៅក្នុងចំណោមគណៈចម្ពោះនៅក្នុងគណៈចំណោមគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ហើយនៅក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រអត់មានអ្នកណាប្រកាន់គោលជំហរជា decision maker. I try to talk to some of the parliamentarians of the CNRP.As well as some members of the permanent committee, they did not tell me directly, but they appear to let me know that they are not in position to decide on something. Mean that the nang rie hai nang samachak nei kana ajintrai nang banghang ao khom dang tha ot hien samrajat. Mchang khom ko te suo pu NGO pi bai ne. Pu pel nang mean pu NGO khchai chaing mao.ខ្ញុំសួរពួក NGO ពីវិញ្ញាណខ្ញុំថាចុះលោកសំរងស៊ីតើណាស្គាល់លោកសំរងស៊ីទេបើស្គាល់លោកសំរងស៊ីតាក់ទងលោកសំរងស៊ីជាបន្តទៅសប្ដាហ៍នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានមេទេគេចាប់ដាក់គុកហើយលោកសំរងស៊ីគួរណាស់ប្រញាប់មកវិញណាហើយខ្ញុំនឹងក៏ជឿទៅលើតម្លៃរបស់លោកសំរងស៊ីតែលោកសំរងស៊ីនឹងគឺជាមេដឹកនាំមួយណាបន្តមកទៀតក៏ជឿទៅលើតម្លៃលោកអន្តាវចលងសមូរ៉ាជឿថាគាត់ចេះធ្វើការនៅអឺរ៉ុបណាខ្ញុំអត់មាន being critical ទេបងសុផាន់ប៉ុន្តែដល់ពេលអត់ឃើញធ្វើការបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរិះគន់ណាពីដើមខ្ញុំមានរិះគន់ណាខ្ញុំអត់រិះគន់ទេដល់ក្រោយមកបានគេថាលោកសំរងស៊ីគាត់មានសមាគមមួយប្រកាសនៅអូស្ត្រាលីហើយគាត់គិតគូរសមាគមហ្នឹងគាត់អត់ចង់មានអីតាក់ទងជាមួយនឹងបកទេអាហ្នឹងដំបូងដែលខ្ញុំលើសូវអញ្ចឹងហើយក្រោយក្រោយមកវាគឿងសពគ្រប់វាគឿងចេះវាគឿងចុះវាគឿងចេះគឿងចុះរហូតដល់សំរងស៊ីឡើងមកកាលីហ្វ័រញ៉ាមកធ្វើសិក្ខាសាលាអីខ្ញុំចេះចាំមើលរហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2017សំរងស៊ីគាត់ចាញ់វីដេអូពីក្រុងរ៉ូមមកគាត់ថាហ៊ុនសែនបរាជ័យថ្ងៃទី26ខែតុលាណាបងគាត់ថាហ៊ុនសែនបរាជ័យហើយហ៊ុនសែនអត់អាចទៅមុខរួចទេហ៊ុនសែនបានដកយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបំផ្លាញបកសង្គ្រោះជាតិពេលសំរងស៊ីគាត់និយាយចឹងខ្ញុំចង់ជឿគាត់ខ្ញុំថាចំសំរងស៊ីប្រហែលជាមានផ្ទៃក្នុងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ដឹងថាសំរងស៊ីមានផ្ទៃក្នុងណាសំរងស៊ីគាត់មានផ្ទៃក្នុងគាត់ជាមួយសេវពេផ្ទាល់ក៏មានគាត់មានផ្ទៃក្នុងគាត់ជាមួយវាំងក៏មានគាត់មានផ្ទៃក្នុងមួយចំនួនអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីគាត់និយាយវីដេអូចេញពីក្រុងរ៉ូមមកខ្ញុំចង់ជឿគាត់ថ្ងៃទី26ថ្ងៃទី26គាត់និយាយចេញពីរ៉ូមមកខ្ញុំចង់ជឿគាត់ថាសំរងស៊ីគាត់និយាយដូចច្បាស់លាស់ហ៎ណាគឺហ៊ុនសែនយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបំផ្លាញសង្គ្រោះជាតិហ៊ុនសែនបើហើយគេចាប់ត្រឹមកម្មសខាហើយដោះស្រាយខ្ញុំនឹកឃើញថា that's a good news នៅបងសុផាន់ខ្ញុំចាត់ទុកថាហ្នឹងជាតំណែងមួយល្អចំពោះខ្មែរណាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានវិបត្តិអីធំទេឥឡូវលោកហ៊ុនសែនគាត់ខឹងគាត់សប្បាយគាត់មិនទុកចិត្តអីក៏ដោយណាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយវាមានតែមនុស្សម្នាក់ដែលសំខាន់គឺលោកកម្មសខាជាប់គុកអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងក៏អាចដោះស្រាយបានដែរដរាបណាបកសង្គ្រោះជាតិនៅអត់ទាន់មានបញ្ហាហើយខ្ញុំក៏អត់មាននឹកឃើញថាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងត្រូវឈានមកចាញ់ទៀតបំផ្លាញបកសង្គ្រោះជាតិក៏ខ្ញុំអត់នឹកឃើញតែអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាបកសង្គ្រោះជាតិណាវាមិនមែនជាខ្មោចព្រាយអសូរកាយអីដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែបំផ្លាញឯងពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនក៏ចំណេញពីបកសង្គ្រោះជាតិដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានគិតអញ្ចឹងឯងដល់ពេលខ្ញុំឮសូរលោកសំរងស៊ីគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងនៅក្នុងអាឃ្លីបរបស់គាត់ចេញពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2017ខ្ញុំដូចសប្បាយចិត្តថ្ងៃហ្នឹងចង់ជឿគាត់ជាដល់ពេលថ្ងៃទី30លោកសំរងស៊ីចេញមកប្រាវទៀតខ្ញុំថាចំមិនក៏មាន political emphasis ហ្នឹង
political emphasis ប្រើជាភាសាខ្មែរគេហៅថាការនិយាយសង្កត់ណាការនិយាយសង្កត់ខ្ញុំថា political rhetoric is not sound it doesn't sound well because Mr. Somrongsi is trying to emphasize on something ហើយអា video ថ្ងៃទី30គាត់ប្រើពាក្យម៉ាត់គាត់ថាបើហ៊ានតែរំលាយសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែនឹងរលាយខ្ញុំថាចំមិនក៏មុតម៉េះមិនក៏មុតម៉េះតាមពិតសំរងស៊ីមួយហ៊ុនសែនត្រូវដងត្រូវផ្លែនេះសោះហើយមិនក៏សំដីមុតមុតម៉េះខ្ញុំក៏គិតខ្លួនឯងខ្ញុំថាចរិតលោកសំរងស៊ីអាសំដីមុតនឹងហើយធ្វើខ្ញុំនឹកដល់ឪគាត់ពីព្រោះឪពុកគាត់ណាដែលខ្ទាតចេញពីស្រុកខ្មែរចង់ទស្សវត្សឆ្នាំ50ណាលោកសំសេរីដែលមានអីណាមានរឿងរហូតដល់គេថាក្បត់ជាតិអីណាមកពីអាសំដីហ្នឹងអាសំដីហ្នឹងណាបើពេលខ្ញុំឮសូរអញ្ចឹងខ្ញុំថាចំវាទៅមិនរួចទេលោកហ៊ុនសែនជាមួយលោកសំរងស៊ីដើរលេងមួយគ្នានៅសង្គ្រាមហើយស៊ីបាយមួយគ្នាទៀតហើយកូនស្គាល់គ្នាទៀតវាជាវិធីល្អរវាងសំរងស៊ីនិងហ៊ុនសែនវាមិនមែនជាវិធីជូចត់វាមិនមែនជាវិធីដែលអត់អាចសះស្បើយបានវាមិនមែនជាវិធីឆ្ពោះទៅរកការមហោឈាមវាមិនមែនជាវិធីសម្រាប់ស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាខ្ញុំមើលអត់ឃើញហ្មងបងដល់ខ្ញុំមើលអត់ឃើញខ្ញុំចេះតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមមួយថាលោកសំរងស៊ីទៅបែរនិយាយពីរដងព្រោះថ្ងៃ26និយាយហើយថ្ងៃទី30និយាយទៀតដល់ពេលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងណាខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំងាកទៅខាងអ្នកនយោបាយសង្គ្រោះជាតិខ្លះដែលខ្ញុំតាក់ទងជាមួយខ្ញុំថាយុទ្ធសាស្ត្រស្អីហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំបានសួរក្មួយម្នាក់ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីខ្ញុំថាឯងក្មួយឯងស្គាល់លោកសំរងស៊ីក្មួយឯងជួយគិតមើលលោកសំរងស៊ីគាត់និយាយអញ្ចឹងមិនដែរក្មួយហ្នឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាលោកសំរងស៊ីគឺជាមនុស្សមានទេពកោសល្យខ្ពស់ណាស់លោកពូសម្ដីតែគាត់និយាយគឺគាត់ដឹងចិត្តលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងលោកយុរ៉ាន់ថៃហ៊ុនសែនពេលដែលលោកសំរងស៊ីនិយាយគឺលោកសំរងស៊ីគាត់ដឹងកលឹះលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយឲ្យចំសភាពការខ្ញុំក៏ស្ដាប់ក្មួយនឹងនិយាយក្មួយនឹងគាត់ជាអ្នកកសែតនៅអាស៊ីសេរីជាមនុស្សដែលមានជំនាញខាងសារព័ត៌មានផងខ្ញុំក៏ប្រាប់វិញខ្ញុំថាខ្ញុំដូចជាមិនសូវជឿពីព្រោះនៅក្នុង political contact ដូចយើងវាយយូដូអញ្ចឹងបងសុផាន់យើងវាយយូដូយើងចាប់បោកគ្នាបានប៉ុន្តែយើងកុំកាច់ណាណាយើងកាន់ច្រឡោះអញ្ចឹងទៅដកដៃមកវិញណាឲ្យមនុស្សក្រោកឡើងវាយទៀតអានោះអត់តន់ឆ្លោះគ្នាទេប៉ុន្តែពេលយើងកាច់ដៃហ្នឹងយើងសង្កត់ហើយយើងសង្កត់ដៃយើងទៅលើអាអញ្ចឹងអាកមនុស្សអានឹងក្បាច់យូដូមានន័យថាយើងចង់យើងធ្ងន់ណាអញ្ចឹងអាចទាស់គ្នាខ្ញុំថាបាទខ្ញុំប្រាប់ក្មួយនឹងខ្ញុំថាដំណើរវាដូចជាមិនសុវលតើលោកសំរងស៊ីគាត់ចង់បានសភាពតានតឹងធ្វើស្អីខ្ញុំក៏មិនជឿថាលោកសំរងស៊ីមានចិត្តថ្លើមអាក្រក់ដែរណាខ្ញុំនៅតែមិនជឿស្រាប់តែដល់ពេលចិត្តដល់ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដែលតុលាការហ៊ុនសែនលូឡាថាទៀងតាពីរំលាយអីចឹងតង់ស្យុងឡើងខ្លាំងមែនទេខ្ញុំគិតទៅចំរឿងអីដែលសៃតនហភាពនយោបាយត្រូវឡើងដល់កម្ពស់ប៉ុណ្ណឹងវិបត្តិវាមានហើយចាប់លោកកឹមសុខាថ្ងៃទី2ទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017វាមានហើយប៉ុន្តែតង់ស្យុងអត់ត្រូវឡើងដល់ប៉ុណ្ណឹងទេណាតង់ស្យុងអត់ត្រូវឡើងប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះសម្ដីរបស់យឹមសវណ្ណនិយាយទៅកាន់អ្នកខ្សែតអីវាអត់ឈានទៅដល់សៃតនហភាពហ្នឹងទេស្រាប់តែពេលហ្នឹងអ្នកនយោបាយគេចាប់ដើមខ្សឹបខ្សៀលប្រាប់ថាគេចាំអត់ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បានខ្ញុំចែងសម្ដីទៅកាន់អ្នកនយោបាយមួយចំនួនតូចខ្ញុំថាអត់ខ្មោចយកអីអាប៉ោងអត់ត្រូវលេងដាច់ខាតអាប៉ោងអត់ត្រូវលេងដាច់ខាតវាគ្មានមូលហេតុដែលត្រូវអត់ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាទេបានគេប្រាប់មកវិញថាលោកសំរងស៊ីនិយាយហើយឥឡូវវាទៅជាឧបសគ្គមួយហើយព្រោះលោកសំរងស៊ីនិយាយដាច់ណាត់ពីរដងថ្ងៃទី26ថ្ងៃទី30ថាហ៊ុនសែនតាហ៊ានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអាលាយបានជាហ៊ុនសែនថាវាយងាប់ក៏អញឲ្យឯងលាយដែរណាបានខ្ញុំសួរវិញខ្ញុំថា it doesn't need to be like that it's not necessary វាអត់មានប្រយោជន៍អីដែលតង់ស្យុងហ្នឹងឡើងទៅដល់អាសេតនហភាពហ្នឹងបងសុផាន់ណាបានពេលហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមវិលមុខខ្ញុំថាចំ
What the hell Mr. Somrengsi is thinking? The situation started to become complex, but the temperature of the situation was low, and according to the political science theory, if you have issue, you try to calm the situation and you resolve it. Bong Sapan. Trisdai Rattasah, Phnai Phyasah Yobai, Panyha Kat Lang, Ke Min Bong Ko, Oy Min Saitanha Phiep E. Ke Thau Bong Krab, Dom Kol E Riyah Bot, Kom Oy Min Saitanha Phiep Kupuk, Hai Ke Rieu Rok Tum Nos Rai. Chau Hai Đức Minh Ban Chi Mật Đo Nâng, Khiom Kit Lên Chánh, Nhom Lên Yol, Pi Lục Sam Rang Si. Đó ngày tì đọc mùi bằng plan bức xong rồi xì dục ngày tì đọc mùi để chỉ bà cắt này dọc ẩm rít nhé. Ta, rứ có quạt bê nâng quạt tay nà đấy. Quạt bà cắt tam VOA, quạt bà cắt tam gì xì đấy. Quạt tha mặt ngay môn bêl đài hôn sàn bà cắt bằng plan xong cổ chết quạt chôl xà mà chết xong cổ chết. Nhưng ta chôm nhầm kịch nồng chất á, nhầm côi phạc ở phê, nhầm kịch nồng chất, nhầm ta chôm à quạt này cả lông chắc vậy. Anh chôm à nà viên của anh ba. Vì phố việc to quá, vì ngay mà phải bằng mùi máu thường. Đó ngay thì xam sắp việc thèm tiệt. Vì bằng cao sập hiệp ca hói, vì hiện thẩm châu chia sẻ mà chết cả nạp bạc xong cổ chết vĩnh mặt ngay môn. Hôn sai mình lìa xong cổ chết. Ta nẹ này vô bài là việc nâng trong thứ ấy. Đó cáo bí rùm lìa hói, nhầm chăm mơ mà tết tiết. Ta xong rằng sĩ đặc nôm bạc xong cổ chết, ạc đặc nôm bạc xong cổ chết đi. Đó ắt đắc nôn bạc xong khí chết á, bằng nhầm thả ơ mà xin đi. À mà xin đi, mình cũng nít bỏng phá xong khí chết nơi cài vật tế. À mà xin đi, chất làm việc đôi chỉ mình bước xây nơi cái nông cơ luôn. Khi nhóm mình bàn kết thả về xong sắc cầm giọt khá rưỡi ấy, nhóm khi nhóm mình kết ấy thả, nhóm kết thả à mà xin đi, mình bánh hà xây. Bà phải thương chẳng. Mách bàn chìa kì mình thả ra liêi phong xe ta về. Quá to là liêi bạc xong cổ chiến này, bọn con chưa sạp nhau mơ. Nên khi ông đi dây rừng đam tầng ọc. Ở bên nó khi ông chạp bạc đam, ta chung mạng mà xuyên nó về thơ này vô bay ở mách nhắn. Rương chạp bạc đam bà nhà hà hơi, bần ta về ọc thùm tề. Hay chung mách có thơ ở thông cát. Hay mách tập về thơ thông hay về thẹt cháu. Việc quá về chạy rốt chắc kìa rồi hốt đó hôn sàn chả lao to tông. Phải xong cổ chiến hay về ọc mặt đặc nó mê ná. À lâu nên về chọn mặt đặc nó ngay tì pi khai thân ưu nha. Bạn khi nhóm chungol mong, hãy cho anh ông về cát bữa ấy. Hãy công dây phép nhóm thay dụt ở xa nè. Vì ọt miên khắp buôn. Nơi khăn ông Nicola về cà và lý có ọt miên ạ khắp buôn nắng. Nơi khăn ông ạ xin chư dụt ở xa sừng kriếm có vì ọt miên ạ khắp buôn nắng. Tại dốt tam và lòng luộc xám cốc có vì ọt miên. Vì ọt miên dụt ở xa nâng. Hãy cho anh mà xin ông về hiến dụt ở xa xa ấy. Hãy ở lấy nước hát chong hiếp các bạn một sân hiếp ấy à lia ở hơi mà tốt bạn xong rồi chết chìm bánh tôi ta hơi ó tầng lôi ó tầng chùm nưa ó tầng ca tục chất kia hay phải chia chôn mơ khơi tha xong rằng xin nên cứ mà nước phút mà nước bạn miên bạn nhà rồi hơi tôi hiếp chăm bạn cái vì à lia ở ta hơi nó lấy xong rồi chết ọt ruột làng vinh nhé bảo phổng. Nè để xâm lập xong cổ chiến nó cài vật tế cứ à cho là nà xong cổ chiến nè. Hay mê à cho là nà nó à bà cà bánh nhà hà nó cứ ngay tì đập bì khai mạng gà ra nó cứ à phòng buôn nè nông. Đó mà nè chánh nó xa là phòng bày. À phòng bày nè nông 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 miền xong ràng xì mùi tới tôi có trời lơ cạch cả nè. À nó phòng phá anh khuôn tầng ốc nè. Phòng phá anh khuôn tầng ốc nè. Bàn chìa cỏi màu. Khi ông sớp đăng miền cá xì xu hình tịnh tuyết nơi Thái Long, Campuchia. Khi ông có vài xe màu bằng áo bố lên đó, khi ông ta bây giờ chạy ra xe chân. Bây giờ khi ông khơi xe nhà tầm mối ấy bóng. Cứ ở vậy đại lục xong ra xe thớ, quát thở ca châu kinh chọc. Nhưng chân khi ông ta xa rơ mơ tăng bì xe nhé bỏ gọt ấy nông Facebook á. Mình đang nghe hướng đại sĩ nhé còn ấy môn thả anh bạc xong khu chiến á. Nhá. Về nâng kì riêng trăm nẹn dụ bái mà rồi đọng bái nẹn mong kì xưa ra xay ấy nhá. Ê quạt miên sĩ nhé ấy hay khi ông telephone tới xua nó sọc phé anh ta. Sẽ bạc chìa ràng xì sĩ nhé nông nâng ấy.
tâm năng đây mà chỉ muốn thà pe để kê xin nhẹ cái đá nó kêu ắt khơi xin nhẹ rằng gì để à lâu nâng nâng không Facebook bảo rằng gì miền xin nhẹ còn khiêm khơi nhà à lúc bảo nâng khỏi mắt thẹn sờ bớt môi thẹn sờ bớt môi để thề chành mà sờ bớt nâng ắt đăng nẹn na xây để con tái vô từ xa rồi bỏ sờ bớt nâng nị dây cho mà mệt để thà vây để cầm sục ha nâng không cột nâng nát bật để cắm mình tự tuột đại khả cầm sục khá cư chia persona nat grata nó không dựa sản dụ bài bảo kỳ nà, persona nat grata mình này thầm ấy cầm sức khá chia mê bạc sông cổ chết mên phần tay nó không lịch khách nâng kỳ prap kỳ hay sạch cứ kỳ ọt ọt sạp ở vây tương ọt đại chánh bị bảo phục cầm sức khá bán nhóm coi mơ là bọt nâng người ta bất nó được bao nhiêu na nè, vừa bây nó kia ao sấp tập pi nè, bay nè từng dâm dâm, kì thật say cái đó rồi, hỏi chỉ cách ca bao xong câu chuyện tới sấp, to tại miền ca vô từ tour school pi mua sổ hứa, anh chị em hay nè dâm dâm, hay đâu nhầm mưa mà xử lý nó nhầm ta chấm, xử lý xong đang gì, nè. Con tay ăn mà cha sờ bớt nó về ớt xin nhé. Hai nhóm của mình ai thưa ở toàn tích. Mình ai nâng từ phía sau bàn thà sờ bớt nó chanh phía nà. Chẳng ca này dưới ớt ai chào bàn ấy. Dưới từ chào thà này nâng nó ớt bàn ấy. Con tay ạ bây nẹ nó. Mà nước bây nẹ là kì recommend thà say say decision say say đó. Ở để chanh phía cầm dự khám á. Kì ớt tù sko lại. Cả tù sko lại kì chặt tốt thà cầm dự khám. Chi chậm nạp khám áng. Rưu nó dù hết nè. Mình tâm ca đã lâu đi. Chẳng khiom vô à riêng nâng cho mà kết sát mấy lúc xong mình xin trong ban ấy cả vì còn plan xong project còn plan xong project làm bệnh bệnh chặt hồn sản khiom có đặt một điểm đây chứ mong sự phản I cross my finger the way I think xong đang xin being cheated by hồn sản xong xin còn phong trang bao hồn sản còn không plan là cái vấn đề tích và xong project làm bệnh bệnh chặt hồn sản còn nâng khuyên theo hồn sản favor God còn ai chôn không có chọc. Bạn ta đọc bê bằng plan hay mà xa. Hôn sáng ọt mốt. Bạn nhìn thấy chôn hôn sáng bắt chỉ mình tầm nào mùi bọc xong rèo xì mong. Đối chứ này hay hôn sáng trong bàn ấy khi mà đắng đi. Bạn ta hôn sáng ọt bên chất thầm bằng plan trong cổ chết đi. Hôn sáng bằng to rồi tiệt. Đó là một cái chôn là. Bê cái chôn là. Nhưng khơi nên không ngay thì đọc bê bằng toàn kết đi. Đó cao ít ngay tiết đọc bí à, sau bọt nâng việc bài thay mà. Kì scheduled inauguration of the CNRM on the 28th of January. Khi nhóm có kịch tiết thì thằng CNR dấu nâng bên đây dạng mạch. Lúc xong rồi thì gọt kịch thơ ấy. Hai bên nâng, khi nhóm lưu xô là hạ hiếng, bì môn ngay tiết đọc bí thà cho là nâng bên ca con trô bí à tên. À bút bình tên nhỉ. Hả? Hãy kì... lưu sâu là hạ hiên cả nó tha bột mình thấy những cái dốc à xà ma cung ấy và song ai cái kia nó được control cho nè khi ông có text phụ mà khi ông nơi New York City chúng ta something's gonna happen either tomorrow or the day after tomorrow or the following week some rằng si SO is cooking something new the concept of this menu is not yet known but we feel that a Buddhist monk about to join the group. Nhóm mình dễ thành là đấy, bạn nhóm tạm vào phục ở nhóm ta tên. Đầu tiên là à ngay kia hai nhóm tự bay hai nhóm bò kia chọc sọc khúc nhóm bạc làn mà vĩnh sẽ ta à sẽ bớt ngay từ đầu pi mạng ra nữa. Việc bài chia từ không Facebook. Phụ mạng nhóm từng off và chu là sẽ bớt ngay ở nhóm hạ đôi chiếc nhóm ở đằng. Tại tạm cả bớt nhóm đăng rồi thì hai nhóm thở nó bật một. Đó hai tới lưu sâu tha kê bầm rong rộp chua lô tái đàm bấy thư inaugural ceremony of the CNRM nơi Washington DC. Phần tái cháy đón ấy kê rộp. Cả lại bà chung mình bán bà cả xâm phô cho ná kê tới thư nơi Long Beach, California ngay tìm phần bầy. Cái nhóm của chê thật kịch thật lúc xong là gì? Cọt trong bàn ấy. Cọt trong bàn ấy. Bà cọt trong đất nôn bạ xong rô chết mấy cầm nó nào. Khi quạt nơi bình bạc xong cổ chết ốc bà má thầy giá em có nhiều rất mình prom cầm mà nó vừa chia mình prom which is not true
ตามกับพระปุณณ์พรมกรรมโนวิจิก็อัตถัยกรรมโนวิจิอาจตั้งใจเนี่ยเลยก่อยปิดเธอบาปเอเกปัญญาฤทธิ์อาจตั้งใจโดยซาโรเรื่องเกปัญญาปีมุนแต่งออกนั่งว่าปัญญาฤทธิ์ก็ทรวงเธอการจมูกซ้ำแรงสีกรรมโนวิจิก็ดาวจมูกอยู่ลงสมุราหลังจังกริกจึงโดยเช่นไปอัตมีปัญญาฤทธิ์ไม่บานซ้ำแรงสีกอดมันเมากันปะทรงครุจิตเนี่ยไม่ก็ซ้ำแรงสีกอดมันเมากันปะทรงครุจิตไม่ก็กอดเตยบังการจัลละนะนะเป็นนั่งขยมสมกเหม็นเต้นบอลสุพรรณขยมจับดามสมกขยมจัดสมกสมานขยมจัดยมทักมาเสียนี่กัดใส่เนาะขมิ้นเนี่ยนะห้ามมันเอามาดักนอนปะเตะมันทำแต่ปั้นนั่งไอ้คณีคณีโกตาซ้อมแรงสีนึกน้องปะสันทัดสันทอดนะไม่บานแต่ทลุยประกาศจัลละนะอาเหืองนั่งขยมซัวเมงมาระเซงมาระดีขยมซัวยมสู้ใจมาดีจ้านะใจมาดีแต่เธอมันกล้าตักน้อมกล้าเอ็มกล้ายมสู้ขยมขยมนั่งคือว่าไอ้นี่ก็เป็นจัดได้ท่ามาซ้อมแรงสีหมดตักน้อมปะซ้อมโครเชียนเลยเวียเป็นจัดนะเป็นจัดนะมันเมียนไอ้มันเป็นจัดเลยแซ่บแต่มันผมรุ่งอ่ะซ้อมโครอ่ะจัลนาซ้อมโครเชียนนั่งใจต่อบ้านต่อไปรุ่งใจต่อบ้านยมเคยใส่ใส่แต่เจยมตั้งบ้านมันลางชาบ้านยมทาจ่อยยอันใหญ่อันเธอไม่อะพอบการมาจียวนชั่วเจมส์ซับนะก่อนมาแกให้บินทิ้งอะพอบมาแล้วอันใหญ่อันไม่บ้านเจียกันนะกรรมดิกาปะปะปันนาในนะอันนุปเทียนปะปีเนี่ยได้แก่สอบเตี้ยรัชนะสมพรเมนต์ตังอลูกซอมแรงซีเตอร์ห้าองกับพีบซีสวัสดิ์อัดปละปอลนะขมวยจันดาวีวันสมอาจชนกะลางเจียไอ้อ่อนนั่งไม่ก็ยกอังกับเพียบนั่งลางเทวเจียบ่าวโดยในขนมปิธีสมโพธจารนานั่งให้อามันเนื้อผมบุญเนี่ยในขนมสมบัติไงที่ดับปีเสียตบบัดอ๋อลิงสอริเกียมวยเป็นนั่งลูกซ้อมหนังสีก็ประกาศก็ท่าอาจารย์นาบกอนนั่นคืออัดเมนสมาลคืออัดเมนจอดชั่วโมงเมนอะไรต่อให้ตำนางโดยก็ให้เมนรีเกียให้นางบองมาเนี่ยน้องให้เป็นนั่งรีเกียก็ยัยท่าเอ๊ะสมปังฮางชอบกันนะย้อมจำท่ารีเกียก่อนยัยปีกอกรอก่อนในย้อมลือโซยันท่าโอ้ยรีเกียอายุมาเก้าไม่กระชอดมาเลยซ้อมแรงซีนเต็มยัยห้อยถ้าประกาศจอลนะนักอัดเมียนสมาลดำไปกับหมอคนแสนเธอไอ้กาให้จงไม่ก็ประกาศตะครูเนี่ยสำหรับกอกรอจังอาการะปะซองโครเชียในกอกรอนักชิบาริตรทมาองบอคนแสนคาเนี่ยอันนั้นเชี่ยกอลเชี่ยเสกได้มวยได้เพศักมาไอ้สมัยขย่มนะบองสะพานเกฮาตะกู้กุ้ยเอาองกอในขนมชาติอยู่ใบเกี่ยวเธอจังเตะนะคราวปีเป็นจับสมโพธิ์จลนะนังเมาขย่มเสื่อมองขย่มอัดดังท่าซ้อมหนังสีจังบานไอเตี้ยเด้ปะปะปันนาในกอดมันหมดดักน้อมกอดตะปะกัดปะให้กอดหายสตัดใจกอดหายสตัดมันนึกเจียใจอ่อยล้างโชว์ในเลเวติกาจลนาสองโครเชียใจนังเมียนได้ทำไว้ low profile low quality low political educated personยกสัตตมนุมาเซนกาจิบูนอ่อยหลังให้อาปปอนโฆษณาบอซอมแรงซีทางไวเกไวไอเจเกเจไอฮาวเกฮาวไอนึงนะวิอัตรายยกเตปังฮางในเลวิติกานังเตปันมันดังอย่างไหมมันดังอย่างไหมให้เป็นนึงเนี่ยใส่มุสหัวบานโจลรัวเมเมียนได้เองเจียงฮะให้เองเจียงนึกกอดกันก้อยจำ maybeสมัยแข่งลอยแข่งไก่ก็ยอมดังนะเคยกอดกันก็ได้ให้ฟังปนแต่ในขนมเวติกาในจอลนาสังกูชีสซอดตายองกับเพียบตะไปองกับเพียบชกายกายองกับเพียบเส้นหน้าเชียนมุกองกับเพียบเจี๊ยดปลึงเจ้าดัดปลึงสตองกับเพียบมาเซนมากะนะมากรอบซ้อมแรงสิยกสัตตะปุปุ๊ low life หมด line up ในครั้งนั้น
ban khi ông khơi nhà nhầm ta cho sọc ai hay cho mạch ban cho nan vô bái này kì vô mà đừng chăng mà thư nhé nếu không mình dây mơ nghe đi bóng bỏ anh từng mơ video tới đăng ngang ngươi video nó toàn bạc tên nó pinh nhân ông chăng tư đã xa khơi hướng về đọc phần năng khi ông có become critical miền này là khi ông có tay chuyện nhẹ đi con xong là xin lỗi mà ở đó đại tiết đi sai để xong rằng si phơ nhom vẽ nhẹ nhom sai máu nhom rích con hai hay đó là lời nữa nghe mà chụp kia ngày ti pi thnu ti mui thnu nè lục chuyện lý ấy tháng đó sẽ ấy hụm hụm ấy chọn con ấy riết chọn các ba mà xin ấy vô tự sai ấy tết hai nó ti mui bạn xong rồi chết rồi nãy giờ con control nó cai vật tê bếp bàn nâng thô mùi đỏ thùm là lúc xong là xí bọc là bạch tích à lấy bạch tích ở hơi hay có tự dốt ảm bạch nâng ôi phụ cho là nó bật cài vì chia xa hay bật crazy glue ấy vì ạc chê bên tê đôi chân này hay bật chung nơi cho cha nè nhóm hên xong này than đòi lại show nhóm thưa ngày nè bọn ôn chưa chăm á bạc ra chạy tế vật đá đặt vẫn đặt xa lúc xong rằng si mình ao chuộc chạy tế vì pro lúc xong rằng si là mơ quân sầm mát chị ca này bắt xong cuộc chiến tu tăng bị phục lục bộ nâng sọc mẹ ba bậc cam ni tế vật đá thời ta ao lúc xong rằng si xong đối chân này hai ba vị chia lực hào như mùi lộ hôn sáng có vịnh co dọc xong rằng si tập ra mình cả đây chỉ ăn xong phá ồm rứ có nôm kriếp trái tắc hạ bêu dô ta ăn ọt sử dụy đôi môn nè tích hai bóng phá ồn tích hai ọ hà ly nhai hai bà sân chìa ca và chôm nơi ngay thì mùi đi bì nâng miền anh chạy yên hay nâng mù dồ hô châu rùm có ả nà cột nè dô bái bà anh chạy yên nâng mù dồ hô ọ hai ọ hai tầm nàng rê hô văn có ọ nè na có ở đây ở tại chôn room nơi nông ca phải chôn nâng nhóm mình men chào và cản đề vì pro nè từ ở kia từ ở từ tu nơi ở bờ ba mũi đại bờ thiên xong rằng gì nè vừa ba nó cứ ba ấy cứ bẩm plan kia anh nè chia cầm lý ngay cao ấy có ở ai từ vừa ấy cả tiền tài và nó bong chia cầm lý còn chat đây hay nè và nó bong chia cầm lý để không phẳng bẩm ra cô vô bay xong rằng gì nữa còn từ mũi khi mình tu khoát đi nhưng mình phải tôi có thể phải có quan trọng die hard supporter of Mr. Sam Rang Si ở Chiu Long Zamora chúm này mất phép nhóm ông rực thi nhóm có ọt miên tới chú hỏi cho mùi rực thi đây phần tay rực thi ơi rực thi bầm plan ở các lúc này bỏ chân nào chanh hai nè đòi xa ấy để chân nào chanh đòi xa tay dược chất tục đặn nè hướng anh này vô bài ọt bàn ca nè nè ban chỉ tránh chân out nâng bởi concentrate bởi rực thi dọc thôn thiên từng ốc dọc resource từng ốc hay focus on running for office ra đi mong mình chân nè nè hay có ọt miên xe mê hay mà split đè bần tay đòi xa tay rực thi mình focus on his future he was focusing on his past chẳng anh mất phép nhóm đi rồi thì ông ngô nè hay không miên khăn kia kìa không miên ăn chết đấy đi tẹt sẽ nặng vô bài phần tay hiểm sao sẽ đây nè hiểm sao sẽ đây nè hay tự phương bán ca ấy rồi thì ông sọc ngay kì bà sọc kì nâng nè nè xóm rèn xì chìa cầm ly nó bị krao chìa cầm ly mình bạch phương ai kì sọc phong nè ban ca ấy tại do làm bài bao làm bài tiền nên mà không thừa nữa nơi không có vật thực sắc nơi không history rất thi ông miên story written in history of political opposition day ở đây cái chặt tục tha chiết thu rồi bảo cái để chiết ông vừa coi để cái pra สมานกตาสมแรงสีนึงกิตกจัดรถที่ใหญ่กิอัตตกจัดเตแต่กิปลายืงบ้าน
khi mình cua lược món vậy ạ, ở bắt thằng cái play chặt rồi thi đi, bên đây chồn vậy mà sai cái riêng đã ở bỏ vào đằng, mất phép cái nhom đã, bong chia cầm ly quật can xong rồi sĩ tăng phải đá mà quật mềm mất phép nhom đấy, bên đây quật công đai chưa mua nhom, nè, chắc cái nhom có miếng hưởng ấy đây tới ô hưởng quật đấy, nè, hay nhom nhom đăng ta quật nó chưa mình nuốt chưa long mua ra, bên đây bong chia cầm ly quật quật phơi nhiều bài cool có thuê nhiều bài cool hay à rương bạc cát si an o p a này chia công ly còn này chia chấm này mùi tôi bị phục quật sát quật lơ cái thi ông ấy thuê tụ ai đam bấy benefit xăm ra si t phần đọc pe về liê rất thi khai tới chia bộ câu mà nè đây cái hai tha mê đặc nòm si an o p a won't work because the creation is identified very real, very clearly, very well known to the rest of the Cambodian community. And Cambodian people back home, CNRPA is a product of Mr. Samrangsi. Clumsy politic. Clumsy politic. Mình nên thân dụng bài cho bài cái bọc á. Mình chẳng, vì ọt châm nâng. Hay khuyên từ sau đây ấy. Đã ai riêng trong các bạn mà xin CNOP bàn tê cao bì xâm lập CNOP. Mà chân em hay nè. Bà ơ khám áo nên kể đạc ra mà chú hả. Vì à lê xa chân vì chân đã hỏi. Chân á, anh cốt nè xảy mưu xuống hù, anh cốt lục anh chạy yên. Anh cốt hồ văn ấy, anh cốt tùm nàng riêng sao chẳng đếp ấy. Tùm nàng riêng, nàng đó là tư cả cái lãnh bì thân u. Chúa cha anh long ta nè, ôi tận nẹt tư, khi nhom phơi cà vịt hiện, hãy chạm thân tay nhom và không mà chê nhom, ót anh na cốt tê, ót anh na cốt tê, à vây để phơi nưng ót anh na cốt tê, bà tầm nang riêng ngay cả ôi mẹ na cái chọn vô chỗ bạc cái đây, cái phơi rồi ai mà bị vô dương tự dương chập bốc chập bao phê. Chẳng nhóm dây tỏa, nhóm ọt sọp hô văn ấy thế. Nhóm đang đặt hô văn căn, căn bông ấy xong rồi xì nôm ấy. Mà dây cá bia xong rồi xì ấy ứng cái đây ấy. Vân tay, it's ok. Hô văn gọt chá hay. Mình bật căn đấy. Vân tay hô văn, oh nà cột. Sao chân đẹp, ai miên tẹp miên đầy ấy nơi bắt bông. Tích tiết, tay ba nào nó bỏ nâng vinh. Vân ỏi hô phí nâng, oh hay. Hô hay, ọt tay với tê. Hô hay. Nè, đa tam xong rằng si mà sạch ni họ hơi ở tư hủy tê ở tư hủy tê à lâu nâu xa lâu sẽ cái đây thân là thân tầm mùi vậy thà ta không prăng thư à ngay tì bì thân u đừng hào ý lục hôn xa anh bình chất rư nâu bằng được nhông coi chủ miệng lục hôn xa anh thân lục hôn xa anh ơi sẽ bày cô tật tật hơi bà sân là chỉ dùng khơi ra xong ràng xin vô tật phư thân năm ách xe ách đà là mong ấy có tâm rút đai bà nơi khăn ông phía xa rồi bà hỏi mấy cắn về hai vẹt W-E-T về tật tắc chốt Prat-ka-tê hay ảnh à cốt lục xảy mùa dù hô khi em đăng đây cốt cỏ hầm lăng đây nơi xa là anh chạy em mùi khám hình bân tay mà xa nế hiểm ọt chưa thay anh chạy em tật thân dù bà hình à cá tiết đấy anh chị em chưa mà nung khi ông mình scroll cắt ấy thế phần đây khi ông chặt tóc con cắt chưa mà nung là o hai mình chẳng ai miên là na cột tay cột chặt cái ấy chỉ mới xong là gì đặt mà và chặt cái ấy đặt chay anh nó là bé nhá anh này chặt chẳng bị đặt chay anh không bị phịa chun chặt chẳng nhá bong sập lứa nhóm dưới nữa vì mình ai đã bóng bên chặt bàn đi bàn tay nhóm chúng biết bóng thành dấu bái nhóm kinh chẳng bóng và những dấu bái nhóm kích nhóm kích multi-dimensional nhóm kích chẳng chẳng hay bàn khỏi vì nhóm chạy chẳng vì tế thay lăng nhóm bóng trong dấu bái
ពីពួកខ្ញុំអត់ជឿលើនយោបាយកប៉ែកកប៉ុកដូចសេនោះអ្នកខ្លះគេមកប្រាប់ខ្ញុំគេថាអត់មិនដាច់មិនបានទេមិនថាអត់មិនដាច់ងាប់ទេបើអត់មិនដាច់ងាប់ធ្វើទៅអស់លោកណាពូពូខ្ញុំប្រាប់អត់មិនដាច់មិនបានទេមិនដាច់លោកជាប្រៃអន្តរជាតិគេទូស្គាល់ខ្ញុំថាពួកឯងចាំមើលណាយើងទាំងអស់គ្នានឹងងាប់ដោយសារសេនោះសេនោះអត់មានជួយអីសោះទេសេនោះនឹងងាប់ទៅក្នុងនាមសេនោះពីពួកសេនោះនេះដោយស្ដាច់លវីចឹងបាទគាត់កើតចំអាថ្ងៃចង្រៃមួយខ្មោចក្បត់ក្បាលអាណាថ្វាយគុំគាត់អានឹងអាលាយណាមានតែអ្នកដែលយកគាត់ធ្វើចំណាញ់ទេណាអ្នកដែលយកគាត់ធ្វើចំណាញ់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលយកគាត់ប្រើជាឧបករណ៍នយោបាយដូចលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងយកគាត់ប្រើអញ្ចឹងទៅសង់រូបមួយដូចសរខេអញ្ចឹងដល់ឆ្នាំឲ្យមន្ត្រីរាជការនឹងតម្រង់ជួរទៅឱនកណប់ពោកពោកទៅណាហើយហ៊ុនសែនគាត់ចាត់ទុកថាហ៊ុនសែនគាត់កំពុងតែធ្វើនយោបាយដូចតេងសេភិងអញ្ចឹងពេលម៉ៅជាតុងងាប់តេងសេភិងស្អប់ម៉ៅជាតុងថាបើសិនជាយកខ្មោចម៉ៅជាតុងទៅនោមដាក់រាល់ថ្ងៃក៏តេងសេភិងទៅដែរពីព្រោះបោះកូនគាត់ចោលរហូតដល់ខ្វិនកូនប្រុសតែមួយបងតែមិនបានតេងសេភិងគាត់សក់ចិត្តឲ្យគេភ្យួររូបម៉ៅជាតុងពីព្រោះប្រជាជនចិនជាប់ពឹសម៉ៅជាតុងណាអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ត្រូវការសេនុដើម្បីអីពីព្រោះប្រជាជនខ្មែរយើងមួយចំនួននៅជាប់ពឹសសេនុណាអញ្ចឹងហើយបានជាបាបកម្មដែលយើងទទួលសពថ្ងៃនេះមកពីជុំកាលមកពីប្រជាជនយើងជឿពេកយើងជឿដាច់ផ្ងាណាខ្ញុំមិនមែននិយាយគាត់ទេបងប្អូនអង្គុយឈ្ងោកមើលជាពិសេសពេលបងប្អូនអង្គុយបត់ជើងធំព្រោះមានពេលដែលយើងទៅជួអាចទេដែលគិតបានត្រង់ជាងគេយើងអង្គុយគិតមិនខ្មិចក៏មិនចាញ់ដែរតោះយើងអង្គុយជួអាចអង្គុយជួអាចនឹងប្រគុនណាគិតមើលគិតមើលគិតឲ្យជ្រៅមែនតើជួងការបាបកម្មណាបងប្អូនបានស្រុកយើងងើបមិនរួចបាបកម្មព្រោះយើងជឿលើស្ដេចសែនខ្លាំងពេកហើយសក់ថ្ងៃយើងជឿដាច់ផ្ងាយើងជឿដាច់ផ្ងាហ្មងជឿឆ្លប់ជឿរស់ហ្មងណាហើយយើងមើល product របស់សែននោះមានន័យថាផលិតផលតែនោះអញ្ចឹងការវិភាគរបស់ខ្ញុំវាតកតងទៅសាវតាតកតងភាពស្មុគស្មាញតកតងមេធៀងតែគ្មានឆន្ទៈណាមួយខ្ញុំនិយាយពីសេនោះនិយាយចំចំឲ្យខ្ញុំស្អប់គាត់អីណាខ្ញុំដឹងបកូនណាលោកកូនសេនោះតាខ្ញុំអត់មានរៀលដាល់ដល់បកូនណាហើយទេណាដោយអ្នកម្នាងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានរៀលដាលដល់លោកទេខ្ញុំដឹងថាលោកធម្មណាអីធម្មណាខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខណៈនយោបាយខ្ញុំរៀបរាប់អស់ហើយណាបងប្អូនវិលទៅធាតដើមគឺថាយើងកសាងសង្គមជាតិយើងកុំគិតថាអាកដណាដោយអាកដណាហើយកុំគិតឃើញថាស្រុកខ្មែរកែម្លើងកែឡើងបងប្អូនពីពូននៅពេលដែលពួកចាស់ចាស់ដូចខ្ញុំងាប់អស់ទៅក្មេងៗហ្នឹងកែឡើងហើយតែជៀសវាងរឿងមួយក្មេងៗកុំឲ្យជាប់អាពឹសចាស់បើថាជាប់ពឹសចាស់ហើយចប់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំតវ៉ាជាមួយនឹងអូនឡុងសុគន្ធរៈឡុងខ្ញុំដឹងថា he's very nice guy ណាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏តវ៉ាជាមួយនឹងសម្លាញ់ខ្ញុំប៉ែនកសលខ្ញុំចង់ប្រាប់សម្លាញ់ខ្ញុំថាគូក្បាលសម្លាញ់ឯងពុកលួយខ្ញុំអាយុប្អូនសម្លាញ់ឯងមួយឆ្នាំតែគូក្បាលខ្ញុំអត់ពុកលួយអញ្ចឹងឯងអានឹងមកពីសម្លាញ់ឯងនៅស្រុកខ្មែរយូរពេកមិនបានចេញមកជ្រះក្អែលដូចខ្ញុំប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខ្ញុំឆ្ងល់គូក្បាលសំរងស៊ីនេះមកនៅស្រុកក្រៅមុនខ្ញុំមិនក៏មិនជ្រះក្អែលគិតអីស្មាត់ទោសព្រះអង្គឯងមិនគួរនិយាយទេមិនគួរនិយាយទេមិននិយាយខ្ញុំមិននិយាយគិតសំស៊ីគិតខ្ញុំដឹងថាជនជាតិណាគិតអញ្ចឹងពីពួកខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាជនជាតិហ្នឹងឲ្យតែវាឆ្លោះនេះវាដុតផ្ទះចោលបើវាយកលាន់ទៅដាក់វាធាក់លាន់ធ្លាក់ទឹកហើយបើវាដាក់ម៉ងវាកាត់ម៉ងដាច់អានឹងគឺជាចំណុច
นั่นลูกเนี่ยเพราะใส่ช่างให้บางยมต่อว่าจมูกหนึ่งลั่นยมนะนักสาวแปนเจดามนะไอโอนสกุลเทระลองก็สับนั่นนั่งนั่งนะเข้มท่าดอราบนาโอนไอเนี่ยกอมโตรซอมเรียงซีให้ช่วยพูดเอาซอมเรียงซีអូនឯងនឹងមានវប្បធម៌សារីនៅថ្ងៃក្រោយហើយកសលសម្លាញ់កសលមិនមានវប្បធម៌សារីទេប្រវិនតិចទៀតងាប់ដូចខ្ញុំដែរចាស់ហើយខ្មែរយើងរស់មិនបានយូរទេណាអាឡៃ expectancy វាមិនបានយូរតិចទៀតងាប់ទៅប្រហែលជាមិនបានមានវប្បធម៌សារីទេពីព្រោះអន្តឹមមកនៅស្រុកអាមេរិកវាមិនតន់ជ្រះក្អែលណាមិនតន់ជ្រះក្អែលទេខ្ញុំជ្រះខ្ទេចអាក្អែលសួនតួអាក្អែលអែបអបអាក្អែលទាល់ច្រកអាក្អែលចោតអាក្អែលដាក់ផ្លាកនេះខ្ញុំអត់ចាំបាច់ទេណាអញ្ចឹងលោកអ្នកប្រុសស្រីនេះគឺជានីតិឡាយជាមួយខ្ញុំបាទសុកសុគន្ធគួរពំគួរសុំអភ័យទោសសុំជម្រាបលា